Đừng ngủ anh ơi. Bao nhiêu khách người ta đang chờ. Rồi bây giờ này để em hướng dẫn mọi người nha. Mọi người mới tới thành phố này đúng không ạ? Vâng. Đúng. Đấy đấy, mọi người vui lòng mà bật cái điện thoại mình lên. Đấy, bật cái điện thoại mình lên. Rồi ok. Mình bỏ cái dừa mình đi đi anh. Rồi. Mình vô cái phần nhập số á. Mình kiểm tra số tài khoản mình là còn bao nhiêu nha. Giùm em cái. Nhập số ở đâu nhỉ anh trai nhỉ? Nhập số ở đâu anh nhỉ? Anh vô phần cuộc gọi đấy. Cuộc gọi có phần nhập số anh trai. Nhập số rồi. Nhập số ở đâu ạ anh trai? Mình vô phần cuộc gọi anh trai. Cuộc gọi anh trai. Rồi cái dòng thứ hai ở bên dưới, cái hàng thứ hai ở bên dưới anh trai. Rồi nhập số rồi. Mà bấm bấm cú pháp giùm em nhé, là thăng 100 thăng. Rồi. Có gọi không anh trai? Gửi về tổng đài này. Tổng đài ở đâu đấy? Ủa mình đánh như nào anh trai? Bấm gọi cái nữa là đó mọi người. Vô trong tin nhắn á, tổng đài giờ trả lời tin nhắn cho mọi người nhé. Ủa sao có ai bấm nạp thẻ? Có nạp thẻ là sao à? Bắt tay ơi. Có tiền đâu? Là như nào đấy? Scam à? Bắt tay bịp à? Không chưa, bây giờ bắt đầu đi nào, mọi người có muốn nạp thẻ luôn mà. Không có tiền. Ôi, có tài này lừa rồi. Không lừa. Anh ơi, có lên xe không anh ơi? Em vừa gõ lệnh nạp CC nhưng mà nó ghi là câu lệnh không chính xác. Vui lòng thử lại là như nào anh? Thử lại lần nữa đi anh. Giờ chúng ta tiến ra dành những chương tiếp theo là tiệm tạp hóa nha mấy anh trai. Dạ ơn. À, với mình chỉ cơ bản. Ô anh ơi, em phải cho đi rút tiền chứ. Không cần, nó trừ vô tài khoản anh ơi. Wow. Đúng rồi. Ok, ông này vừa bán xe mà. Thằng này bán nhiều đấy. Ok, thằng này vừa bán xe xong hả? À vâng, tại vì em làm nghề đa cấp nên là em bán được nhiều thứ lắm. Thì bên mình đang mua gì để em tư vấn nhờ? Tôi mua 2 chai nước đổ lên cái cây dừa của tôi ấy. À. Chán. Em nghĩ là anh em mua nước revive chanh muối nào. Anh em tủ lạnh kia lấy giùm em nhé. Ok. Trong này có gì không nhỉ? Ủa anh ơi, mua như thế nào, mua nhà đây anh ơi. Mua như nào hết mọi người. G vô cái máy tính tiền. G vô bà già. À, rồi vô bà già. Chỉ vào mặt bà già, chỉ vào mặt bà già anh. Tôi muốn mua hàng. Nói chuyện. À, vật giá lên cao dữ vậy. Trời ơi. Kìa, xin điện thoại 500 đô. Đắt thế. Xin gọi 500 đô. Ủa, các điện thoại là nạp thẻ điện thoại đấy hả? Đúng rồi đó anh ơi. Mà cái cạc điện thoại này nó hơi sai sai sao anh? Nó là cái cạc điện thoại đó. Ủa, xin điện thoại mình có phải mua không hay mình có rồi ta? Xin mình phải mua nè. Mình mua nè. Mua mới gọi được anh nè. Rồi. Mẹ, sót thế. Chết tiệt. Vậy là bắt buộc phải mua hả ta? Nhưng mà em nghĩ là mấy anh đang có mấy ủa? Anh có bao nhiêu tiền nào? Anh ơi, em vào trong setting trùng em đã thấy có số điện thoại của em rồi mà. Ủa thế thì bị lừa. Anh đầu dừa ơi, anh đầu dừa, anh thử gọi điện cho em cái xem nào. Tôi vừa bấm mua xong. Gọi cho anh. Đấy, anh gọi cho em. Em đọc số cho anh gọi cho em cái xem nào. Máy anh gọi. Anh mua sim chưa? Em hình như chưa anh ạ. Chưa mua, anh gọi thử em nào. Số là 6917235409. Nhưng mà em bảo anh nhé, bây giờ em đừng nạp thẻ vội men ạ. Bây giờ em bảo nhá, mỗi người đưa em 1.000 men ạ. Đúng 4:30 thôi là men sẽ được nhận được gấp đôi men ạ. Mẹ thằng này lừa từ bên chỗ bán xe sang đến tận tạp hóa nhỉ? Thằng này bịp thế nhỉ? Mấy anh không chê, tôi đấm một ngày phát ngay tại đây rồi. Không, đầu như cái chổi xẻ, mày định quét tiền bọn tao à? Ông tưởng ông sờ cam bọn tôi mà dễ. Anh Nga đồng dừa, anh mua thử cái thẻ điện thoại 10 đô xong anh gọi thử cho em xem được không? Thì anh em mình chỉ mất 10 đô thôi là có thể chứng minh được là mình không cần phải mua thêm nữa, đúng không? Anh đẹp. Đem hai mấy quả dừa xuống bán lấy tiền anh ạ. Anh ơi, sức khỏe của em là có vết bầm tím bởi một vật gì đó rồi đấy. Bởi một vật gì đó rồi. Anh cẩn thận. Anh bây giờ nhá, anh em mình thống nhất với nhau này, để đỡ mất tiền. Anh đầu dừa anh sẽ mua một cái thẻ điện thoại 10 đô. Sau anh sẽ gọi điện thử. Thế là mình biết ngay là mình không phải mua sim đúng không? Ủa trên mẹ em mua nhầm thẻ 100 rồi anh ơi. Thế được rồi, gọi thử đấy. Gọi hơi đen này. Nó vẫn ghi là không đủ số dư anh ạ. Anh nạp thẻ mà chưa? Tìm cách nạp thẻ đã.
Đại ca không nạp thẻ làm sao đại ca gọi được đại ca? Đấy, có thằng đầu dừa nó mới nạp thẻ thôi nhưng mà có nạp có được đâu. Cần mua sim không? Nạp phải đúng cú pháp như đại ca. Cú pháp ở nhà không? Thăng 100, thăng mã thẻ, thăng... Chết rồi. Rồi bấm gọi. Anh đọc cái mã thẻ đấy. Em bấm thử cái vào. Thăng 100 thăng rồi. Anh đầu dừa ơi. Em mua nhưng mà không thấy bà gửi thẻ anh ạ. Mua không được anh ơi. Okay. Anh bấm vào cái giỏ hàng, bấm vào giỏ cam rồi, thanh toán rồi nhưng mà nó cứ xoay thôi. Ok. Bà sơ cam của em 1200 rồi. Bà này sơ cam rồi, bà này bịp. Ủa mua bà này bịp em 2000 luôn ơi. Anh tóc hồng rồi. Anh mua thử thẻ 100 xong anh đọc số em nạp thử thế nào. Ăn trả trước để mua thử. Có anh nào mua hàng trừ tiền rồi mà không đi đồ đâu. Má ơi, còn đi chở khách với má. Anh đợi em tí anh ơi. Bà này đang lừa bọn em anh ạ. Hệ thống của cửa hàng này bị gì thôi, quay hoài nè. Ok, anh điêu em mua chai nước lọc phát được luôn. Ok. Thế này là như nào nhỉ? Ôi giời. Nhưng mà xe mua thẻ điện thoại nó không được men ơi. Xuống đây các anh ơi, lâu quá. Ôi các anh thế nào, em mua thẻ 10 đô được luôn thế này. Ôi em mua cái thẻ 100 đô xong biến mất rồi. Anh nạp thử rồi, anh nạp thử rồi được không? Anh nạp thử mà. Tôi mua cái thẻ 100 đô xong thì biến mất luôn rồi. Đây anh nào không mua được cái đây em bán lại cho cái thẻ 10 đô 20 đô thôi này. Để này. Đây anh nạp cho em trước đây, 693431962. Được cái đi em giả tiền luôn này. Bây giờ anh bay đi. Không thôi đọc lên ra giá cho mọi người đi anh ơi. Nên gì cũng được đi anh. Anh không làm bộ được à? Sẽ bất đả xuyên nhá. Làm sao nhớ được số nhỉ? Em bật sao cao của tôi 500 rồi. Nào thằng tóc bạc lại đẩy tôi đúng bây giờ đấy. Đâu thằng đằng sau nó đẩy. Này thằng chọc nó đẩy lại. À 7 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 8. Anh này. Ê, em nạp thẻ xong rồi các anh ơi. Đi đây. Để em chứng minh cho các anh là không cần phải mua sim là mình vẫn có thể gọi được, chỉ cần nạp tiền điện thoại nhá. Ok. Anh nào nổ. Sao tay anh có cái đồng hồ anh mới nhảy đâu đồng hồ đấy. Anh nào nổ em quả số điện thoại phát. À hôm nay em vừa nhặt được ở gầm xe anh ạ. 6934 anh ơi. 6934 rồi. 319622. 319622. Cái 10 đô thì nghe được. Ui. Gọi phát điện luôn này. Anh nghe thử đây mà. Anh nghe số anh xấu lắm đấy. Anh nghe thử đây mà. Alo. Ai? Alo. Ok. Anh nghe chưa? Em bảo đây. Em bảo đây cái gì? Số của anh là số đít 49 đấy ạ. Xấu lắm, đổi số đi. Ok, anh đọc cái số của em lên cái xem số em số nhiều nào. Số của anh là 691725309. 409 thì gọi 49 thôi, buồn cười thật mẹ. 049 em đọc nhầm, 53049. Anh có tin em đọc số của anh lên còn xấu hơn không? Số em không, số em đẹp, anh đọc đấy. Anh đọc 693431622. Đi ra ngoài rồi với cái đi. 622 đẹp quá gì ô. Còn thế à? Còn thổi nhau nữa. Tôi bây giờ tôi đi xuống là tôi mất chỗ, tôi không có được. Mất mẹ 40 giây của em rồi. Rồi mời anh em có thể tham quan tiệm sửa xe của chúng ta. Đây, mê chai nít luôn. Wow. 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 Quay là ván đi ao, chắc ông lái xe ông đợi được. Ô, không chơi được à? Cây. Đây rồi. À, anh làm cây cơ anh chơi đi anh trai. Bên đây nè anh trai. Làm cút thế nhở? Anh em nào làm mà thích cơ kiếm ít hơn. Chơi. Ông chọc trông buồn cười thế. Ông có biết chọc không đây? Chọc được không vậy? Ông ơi, lâu nhắm chọc được gì vậy? Chọc đi bác ơi. Đây, bình tĩnh. Anh để em đánh đây, anh thử phát xem nào. Anh tồi xẻ để em đánh thử. Anh đánh nhau coi. Thì anh đúng rồi đó. Đó. Xong như nào? Chỉnh anh chỉnh ấy.
Trái phải để chính. Không ai nút nút nào để đánh nhỉ? Space này, giữ lâu vào này, giữ lâu vào này. Không, ấn một lần thôi, xong ấn lần thứ hai. Các anh nhìn em cắt con 7 lỗ cuối này. Các anh tập trung ánh mắt vào con 7 nhá, nhìn thật kỹ con 7 nhá. Con 7 làm đau gì đây? Thấy rồi. Anh cắt được luôn cái cạch 50k nè. Ôi giời. Không vô con nào hết. Trông ra gì đấy. Cũng ra gì ấy. Mọi người nhớ trả cơ trước khi lên xe nha. Ôi trả cơ, trả cơ. Trả đâu. Rồi chúng ta chuẩn bị về trạm nha. Nhắm có được sờ không? Từ đó mọi người có thể đón xe bus để đi đi làm. Wow. Ôi. Tắm đi, tắm mấy câu ơi. Tắm. Tắm mãi mới được tắm. Ủa? Tắm đi. Ủa, tắm thế nào vậy? Tắm đi. Ê, tắm đi. Ôi, làm như nào hay thế? Tắm đi. Anh ra làm như nào hay thế, anh ra. Rửa háng đi anh ơi. Rửa đít này. Cọ vào đi. Nước này tanh quá mấy anh ơi. Wey. Nói sao chứ nước của sở cảnh sát làm sao mà tanh được. Ui có cảnh sát ra kìa, cảnh sát ra kìa. Chạy đi. Đi rồi lên xe nha, ướt xe. Anh ơi, cảnh sát đánh đàn kìa. Nhanh đi. Anh lại xe, cảnh sát đánh đàn kìa. Ôi. Tôi lên xe, lên xe. Nó gà, nó gà. Trời, mời các hành khách xuống xe. Anh đậu ngay ngược vậy, anh đậu được á. Cảm ơn anh, bác tài nhá. Cảm ơn anh nha. Muốn làm dầu hả mấy bác? Yes sir. Né cái cửa ra và gãy cái cửa người. Em bảo nha, mấy bác cái này, có bác nào muốn làm dầu em chỉ một cách làm dầu rất là nhanh. Ờ không. Hay mấy bác luôn. Cái gì? Đây nha, là bây giờ nha, mỗi bác gom cho em 4 người 1.000. Sau 4:30 hoặc là 6:30 nó sẽ nhân 10.000 các bác ạ. Rồi, tôi bị tự làm giàu đi. Tôi bị cái bài là quán tâm hóa nó scam mất 1.000 rồi. Thôi đừng có bị điều. Thật mà các bác, em cách làm giàu á. Bây giờ có cách làm giàu này hay hơn này. Cái gì bác? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có đúng 8 người, mỗi người 100 đô, anh em mình quay. Đấy, được không? Quay gì vậy anh? Đồng họ. Quay gì đấy bác? Thì được ăn nhất ăn tất. Được nhất cái gì? Mất có 100 thôi mà được phát lại được 800. Đấy, các bác xem hợp lý không? Nghe hợp lý đấy nhỉ? Hợp lý. Em nghĩ là mỗi người 500 đi bác ạ, ăn phát được 4.000 nó giàu. Không, mất vội thế. Thôi, ăn sổi thế. Chơi đấy, cơm gạo quá. Ăn sổi. À, sao nghe mùi hôi thế nhỉ? Bây giờ nha. Anh chưa có sim. Xe đi, có hàng không kìa. Chúng ta di chuyển. Bây giờ đi, về đây, chỗ này đi. Cái này hợp lý nhất này. Lên bãi đá mình nhặt đá mình quay đi. Bây giờ tất cả anh em đều có số điện thoại nhưng mà mọi người lại chưa cộng vào đúng không? Bây giờ chúng ta cùng nhau cộng số điện thoại vào. Ok. Rồi. Không, bác cộng với bác, vậy bác cộng với. Không, tôi chưa cộng. Đừng rút số điện thoại, đừng rút ta. Ra đây, ra đây, 7 anh em ra đây, 7 anh em ra đây. Đây, đây. Từ, 7. Ok nhá. Đây, được chưa? Không, sao không? Đủ đấy. Bây giờ nha, tôi là thằng cầm để tôi đọc lệnh cho. Rồi anh em mình có thêm hai ông đi ra ngoài đã, từ từ đã. Đi ra ngoài. Rồi anh em cộng hết số lẻ vào, tao ăn. Ok không? Là như cộng hết số lẻ. Là như nào ăn? Cộng hết số lẻ, tao ăn lấy số đi thôi. Có số lẻ trong số điện thoại các ông ấy. Là số kiểu số 9 hay là số 7 này cộng lại. Cộng hết số lẻ lại. Có nhất là ăn đúng thế. Tổng số lẻ tao ăn nhất mà làm nào để xác minh. Thì bác thì tôi có số điện thoại của mọi người rồi. Điện thoại được mà. Rồi, ok nhá. Từ từ nhá. 9 là 10 này, 10 là 7 này, 7 là 10 này, 10 là 5 này. Số chẵn là khỏi cần tính nữa ha. Ừ. Nhưng mà số điện thoại của tôi không có số lẻ này. Thế là bác thua luôn rồi đấy, bác mất trăm rồi. Tôi tổng 51 nha. Thế là bác 1 điểm, bác ăn cứt rồi. Ok. 9, 1 là 10, 3 là 10, 10, 5, 5, 19, tối cũng 3 điểm. 8. Ây da. Tôi 5 điểm. Tôi cũng 3 điểm này. Ông ăn 5 điểm. 8 điểm này, tôi 8 điểm này. Ui dồi ôi. Ông ăn 8 điểm, đọc lại tên tôi check số xem nào. Không, tôi bác là 10. Tên 10, tôi tên 10 này, tôi tên 10 này. 10 à? Đúng rồi. Danh bạ tôi không có nào tên 10 cả, ông bị loại. Ok. Không có.
ẩu rồi đấy. Tôi chín điểm này. Cái này chơi không đều bác ơi. Tôi 6 điểm. Tôi 9 điểm nè. Em không đều bác ạ. Cái này không đều chứ. Nó không đều thì hủy đi, mình chơi lại khác cái gì đâu. Cái này trên cơ sở ok đấy, mình lại nghĩ cho khác cái gì đâu. Ok. 9 điểm đây này. Từ từ lưu khu. Ông có liên hệ gợi ý đây này, nó bị lỗi đây. Anh đúng bụng ơi, anh có tiền không, anh đúng bụng. Anh đúng bụng ơi. Này, mày chết rồi à, sao giọng mày vang thế? Không có anh đây. Bọn em mới bị cướp xong. Khổ quá anh này. Anh nhận anh giúp đỡ bọn em được không anh? Ông còn sức cổng người khác thì tự đi làm đi anh. Anh bạn bị lỗi rồi. Nghe của em nó bị liệt anh ơi. Cùng lúc quá. Em không đi được anh ơi. Chờ. Mày nhìn bọn tao có đi được không? Này, nhìn bọn tao xem. Hai cái chân em đi được, hai cái tay thôi. Anh tắt cái app rồi anh bật lại đi anh. Thôi tôi nghĩ là như này đi. Anh em có duyên trên cuộc sống này sẽ gặp lại nhau trong thành phố này nhá. Có vẻ. Anh ơi. Thế bây giờ như nào? 7 người đấy, mỗi người nhổ bãi ra. 1 2 3 4 5 6 7. Ừ vẫn 7 anh đấy à. Khó thế nhở. Rồi lấy số thứ tự đi. Bây giờ thế này đi. Bây giờ anh em có 8 anh em đúng không? Ngoài kia có một bạn nữ rất là xinh đẹp, anh em đứng hàng ngang cho bạn để chọn một người thôi. Thế là xong, không nói là chọn gì cái gì. Ok. Đây này. Hợp lý đấy bác ơi. Kìa rồi. Ô tôi vừa thấy bạn nữ xinh đẹp ở kia, bạn nữ đi đâu rồi? Lên xe rồi anh ơi. Thế mình bỏ 100 đô ra để làm sự lựa chọn à anh? Kìa. Rồi, đứng ra ngang ra. Đi cái công cụ quay đá bãi gỗ ơi. Đứng trên vách vàng. Em tóc hồng ơi. Em tóc hồng. Ừ, anh chào em nhá. Anh giới thiệu anh là anh Nhi Nhi. Ừ, anh có thể nhờ em ít việc được không? Anh có gì gì ạ? Ừ, đây em ra đây. Em ra đây, bọn anh nhờ em ít việc. Đông quá à, mẹ ơi, mình đi chung được không? Con hơi sợ. Không, đứng ngay đây, đẹp đường thẳng này em sợ. Rồi, ra hàng ngang ra thân này. Bọc cái vành trắng anh đây. Em à, đứng trước mặt anh đi. Quá có ông mù ra tóc xanh đi. 7-8 người thôi nhá. Ai vậy? Thôi. Thừa người ra nhở. Thừa người rồi, 7 người như nãy thôi, 8 người như nãy thôi. Ủa ông mà bên cạnh ông Úc Thanh kìa mọi người ơi, ông ấy lạ lắm. Bây giờ câu chuyện vô cùng đơn giản. Em chỉ cần chỉ mặt một người mà em cảm thấy là em thích nhất, thế thôi. Đúng rồi. Em có thể hỏi mỗi người một câu. Đấy, sau đấy là em chọn. Em sẽ hỏi nha. Bây giờ mấy anh cho em biết cái tên đi để em lựa cho nó dễ. You go first chứ cái dừa. Ok đi. Tôi chào chị nhá. Chị tôi lại. Anh không hợp tiếp gì hả? Ấy là cái giọng anh đó. Không hợp, cái giọng anh không hợp chứ không có gì. Loại rồi thôi, níu kéo cái gì. Xin chào. Lại luôn. Bóng máy thì tự nhiên không đây vậy. Hello chị. Này phân biệt. Thế nhở? Ok, chị đã hỏi xong đâu, chị buồn cười rồi chị vội vàng. Ok, tiếp rồi anh tiếp vậy. Anh à, chào em nhá, anh tên là Nhu Di. Tự nhiên cái giọng anh qua đây cái nó men vậy, hồi nãy cái giọng kia nó kỳ lắm. Anh là Nhu Di, mẹ anh tên là Hà Lý. Thế thôi, ngắn gọn. Anh à. Chào em nhé, anh tên Danny nhé. Vâng ạ. Anh anh coi tóc xanh này loại em đi nhìn mà thấy ghê quá. Ồ kìa. Tiếp đi ạ. Mày kỳ quá à, mày nhìn cái gô quá kỳ quá à. Tiếp đi ạ. À loại luôn à. Thôi gọi là chị thì em phải gọi là em. Nói lại được không ạ, em không nghe. Tôi tên là Mười. À Mười. À mình đang ở bên đây mấy anh trai đang đòi con gái mà. Hello em, tên Thái mà. Thôi à, em đòi anh Thái à, giọng này được rồi, giọng này men. Ôi, anh sợ thế. Em chốt ai, em nghĩ là em nào, em nghĩ là xem nào. Đại chị ơi. Dạ anh ơi, không có bạn ơi, dạ anh ơi. Gì không công bằng? Này là người ta nhận xét qua thông qua giọng nói công bằng quá. Thì em buồn cười thật. Bây giờ nhá, chị loại đi một nửa rồi. Đây là còn 4 bạn em, chị phải có vòng 2 như tự nhiên vào cái chị chọn kiểu bất ngờ thế. À rồi là mình chọn chị khác được không hả? Rồi, đây mấy ông bị loại rồi, đi ra chỗ khác đây. Bọn tôi vào vòng 2, nhanh nhanh. Ai bị loại rồi, mình ra chỗ khác. Tóc trắng này, ai nữa này. À tóc hồng lúc trắng thôi, anh Nhung Nhi thì cũng được. Bớt. Anh này á, anh này thôi cũng được, rồi ok. Chị chưa nghe giọng em mà. Cái tóc mày là tao loại được hiểu không? Okay. Tóc mày là tao loại từ đầu rồi hiểu không? Đi ra đi. Rồi giờ giọng ha.
em được hỏi tiếp đúng không ạ? Vâng. Mẫu người con gái của mấy anh là như thế nào ạ? À? Chị hỏi ai trước? Để thế để anh. Dạ đó, anh này anh tóc trắng cái này. Ok, thì anh trả lời là you em ạ. Gì anh? Là you like, á hả? Là you đúng không? Tiếp đi ạ. Mẫu người con gái của anh là một mẫu người con gái lực điền, có thể giúp nhà anh trong những công việc nặng nhọc, ví dụ như là thay bóng đèn, sửa nhà, lợp mái. Hỏi thử xem đây chị là gì. Thế thôi. Tiếp đi ạ. Mẫu người của anh là chỉ cần yêu anh là được rồi, còn lại đen lo cho. À không, em biết. Mà mỗi người con gái của em thì hợp với em là được. Ví dụ như sở thích. Rồi anh tóc hồng loại nha. Loại nữa anh tóc hồng loại. Chương trình à, chương trình tán gái à. Ủa mấy anh kêu em lại anh lựa cái anh kêu cho tán gái là sao? Được rồi, lại anh là anh này đi. Để anh tóc trắng với lại anh Nhu Nhi đi, ok. Giọng cuối cùng nè. Mọi người ơi, thực ra ấy, mọi người mình gài rồi. Mình nắm tay nhau. Hai chị này cũng muốn chồng rồi. Đây 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 đây. Cái này mình chia 50-50 rồi. Này không công bằng rồi anh ơi. Đây xong rồi, em không công bằng ơi. Chết thêm này không sợ mà. Từ từ, chị đợi bọn em tí để bọn em nắm tay nhau đã. Anh chọn dáng đi cọc tay anh ơi. Em nắm tay nhau giống hoa hậu chị. Em đang khởi động cho mấy anh rồi đó. Ở dưới thì ngọc tay đi kìa, 1, 2, 3, em đếm 1, 2, 3 cho. Rồi, đấy, chị chọn đi. Ok, bây giờ em sẽ hỏi đó là... chị chọn ai, chị đấm gì đó. Ô, phần thi ứng xử à? Dạ đúng rồi, phần thi ứng xử. Nếu như bây giờ hai anh bỗng nhiên trúng số được 1 triệu thì hai anh sẽ làm gì đầu tiên? Thế anh không trả lời trước, không trả lời trước. Anh Nhu Nhi trước đi. Nếu như mà tự nhiên là trúng 1 triệu thì cái việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến là tôi sẽ làm từ thiện. Tôi sẽ... Thôi lại luôn. À? Lại luôn anh ơi. Lại luôn. Lại luôn. Ôi anh đã trả lời đâu? Chị mà để anh trả lời trước chứ. Rồi, anh trả lời nốt đi chứ. Rồi anh trả lời đi coi thử là anh sao. Trước tiên khi mà anh nhận được 1 triệu tiền thưởng thì anh phải đứng lên phát biểu cảm ơn mọi người. Đó, sau đó là anh sẽ ứng ra một phần tiền. Một là để từ thiện, thứ hai là anh sẽ đi. Rồi lỏ cái hai luôn, lỏ cái hai. Đây cho tôi trả lời câu này được không? Nhưng mà anh đi, anh kia nhờ, đây là vòng hồi sinh, đây là vòng hồi sinh. Vòng hồi sinh nha. Đấy, nếu mà tôi được 1 triệu đúng không? Tôi sẽ cho cô khoảng 9 triệu. À 900 nghìn, tôi lấy 100 nghìn thôi. Ok. Kìa. Hối lộ rồi. Em chọn luôn cái này được không ạ? Ok, anh hối lộ rồi. Nhưng mà con đây. Đây, đây, à, bây giờ tôi nghĩ hợp lý nhất là nha. Anh em mình trả lời đều làm từ thiện đúng không? Anh em chia tiền. Xong. Hợp lý không? Anh em mình chia tiền. Cảm ơn chị Tóc Hồng nhá. Cảm ơn chị nhiều nhá. Cảm ơn chị. Đích đến làm gì ạ? À không, không có gì cả. À không, không có gì đâu chị đại. Tôi chỉ tìm ra người có tâm hồn đẹp nhất thôi. Cho anh bổ lốp nhá. Ok anh. Thế chuyển tiền kiểu gì nhỉ anh nhỉ? Anh chuyển khoản với ngân hàng đấy. Chuyển khoản. Anh tên gì nhỉ? Anh tên gì nhỉ? Tôi tên Thái, Thái Nguyễn. Anh Thái à? Ừ, đúng rồi. Anh Thái à, giọng rất là ấm áp. Tôi là một người cũng đứng tuổi anh ạ. Xong rồi nhá. Anh em tâm phục khẩu phục rồi đúng không? Ok nhá. Không không phục, không phục tí nào. Thôi lại không phục. Trông giống tâm phục khẩu phục không? Hy vọng là trên đường đời thành phố này anh em mình sẽ vô tình vấp vào nhau. Hẹn gặp lại ở một ngày đẹp trời hơn. Nghe có mùi sực cao ở đây. Ơi. Anh đầu dừa đấy à? Anh trai bịp đấy à? Ơi. Anh đã định làm gì trong cái thành phố này chưa? À em chưa anh ơi, em đang đứng suy nghĩ này. À thế à, thế suy nghĩ tiếp đi nhá. Anh đồng hồ ơi, anh đeo đồng hồ ấy. Ơi sao đấy? Anh cho em hỏi tí. Sao đây anh? Anh mua đồng hồ em, không đấy em đang định hỏi anh đúng vấn đề rồi đấy, mua đồng hồ đấy em là ngay từ lúc mà vào rồi cái thành phố này là em đã xác định là con người em là nó phải trông phải sang trọng à, mà em đi tìm mãi mà không thấy ai có đeo đồng hồ, thấy mỗi anh đeo đồng hồ đấy à. Thế sao nhỉ? Anh có bán đồng hồ không? Anh có bán đồng hồ không? Dạ. Sai bắt tôi lên với anh bán đấy, anh cũng bán đấy nhưng mà hiện tại được
Anh còn chưa nhặt được thêm cái nào nữa thì nó nhặt được thêm cái nữa thì anh bán cho em sau nhá. Ok. Anh cái này anh nhặt được à? Ờ, cái này anh nhặt được em ạ. Thì Nguyễn quần bếp chú cây. Nó nhặt đâu thì làm sao anh nói được. Trời ơi. Anh ơi làm sao đây anh ơi? Anh trai kia làm sao nằm kia ấy nhỉ? Cứu cái ông Thiếu rồi này. Ai cứu? Ông này. Em chia sẻ cho anh cái số điện thoại. Đây em tên Quang nhá. Ờ, Trần em Quang à? Quang Trần. À Quang Trần à? Vâng. Em chia sẻ đi. Đấy em chia sẻ rồi đấy, anh thấy chưa? À rồi anh thấy rồi. Em có mua thẻ điện thoại không? Tạp hóa hơi xa. Thẻ điện thoại á? Ừ em phải có thẻ điện thoại thì em mới có thể gọi điện được. Em biết dùng điện thoại gì? Em biết dùng smartphone chưa? Điện thoại thông minh chưa? Anh em nói thật với anh, em vừa lừa được thằng cu tóc vàng trên xe cái thẻ điện thoại xong. Ok. Em vừa nạp cái điện thoại em xong rồi. Em nói câu đấy ý là nhau nhỉ? Ý là anh là lừa đảo à? Không, ý là em có rồi, em không cần nữa. Thế em phải nói rõ ràng như em nói. Anh đi lừa thằng khác. Mong anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh em từ nãy giờ. À anh năm nay 34 tuổi. Em bao nhiêu tuổi nhỉ? À 34. Em năm nay 29. À 29 à? Thế đấy anh xưng em là đúng rồi. Rồi em xưng em là đúng chuẩn chuẩn. À hai em gái có mua thẻ điện thoại không nhỉ? Em gái mua thẻ điện thoại không nhỉ? Thẻ bao nhiêu vậy anh? Thẻ 10 đô em. Anh mua ở tạp hóa nhưng mà... Trong túi em có đồng nào? Anh ra hai đầu chọc thì... Em chất ở trong tài khoản em là có tiền đấy. Thì bây giờ một là em đi ra ngoài tạp hóa em mua thẻ điện thoại, còn hai là anh bán tại chỗ cho em luôn, em đỡ mất công đi không mà giá nó vẫn thế. Nó có hai lỗi cậu ạ. Anh có bán giá 9 đô không anh? Không không, anh chỉ bán đúng 10 đô thôi. Anh đã mất công anh đi mua rồi. Được không ấy nhỉ? Bao lâu thì mình có một chuyến xe buýt để đưa mình đến chỗ làm anh nhỉ? Anh thấy em mặc bộ đồ này anh chờ chuyến xe số 2, số 3 anh ai ra. Không không không, anh bán đúng rồi. Em không mua thôi nha, mua liên hệ với anh nha, anh tên gì nha. Thôi, bây giờ tôi sẽ đi lên bệnh viện, sau đấy là tôi đi lấy taxi các bạn ạ. Ai ạ? Ui ạ? Ôi à, chết mẹ luôn rồi. Cứu với, các anh ơi. Anh ơi. Các anh gì ơi? Cứu với. Ôi dồi ôi. Cứu với anh ơi. Anh xuống anh xem cứu được họ không? Cứu với anh gì ơi? Sao thế? Anh ơi, đây. Em lục tục giác bị xương cá đâm vào tay, em bị ngất rồi. Ui giời ơi. Đây để tôi bế cậu lên. Anh ơi, cứu em. Xe đây, cái gì đấy? Anh ơi. Có người bị gắt, cái xe ơi, có người bị gắt. Cứu anh ơi, anh cứu em mạng này, em xin ghi lòng tạc dạ, anh cứu em cái. Ôi em khổ quá. Cậu ăn cái gì mà nặng thế? Đứng xo! Cái này là quên uống nước, quên ăn uống rồi. Không phải. Alo, mẹ, alo. Mẹ nói không nghe đấy à? Có. Ồ, không. Mẹ, em bị mất máu anh ạ. À. Em lục tục giác bị mất máu. Đầu quá. Cứu em ơi, cứu em ơi, bác sĩ ơi. Cứu em ơi, cười cái gì? Gọi bác sĩ, cứu. Anh đi lục thùng rác à? Vâng, em lục thùng rác được 3 cái xương cá anh chị ạ. Bác sĩ ơi, có người lục thùng rác bị sida. Bác sĩ ơi, cứu. Để đem vô phòng chữa, đem vô phòng chữa. Có chị kia lục thùng rác. Đem vô phòng chữa bên này này. Nhiễm trùng à? Trời ơi, nghe nguy hiểm thế. Ok, bác sĩ đâu rồi? Tao muốn tiền rồi. Anh ơi, anh đưa em vào nhà vệ sinh cho em đi đái cái được không? Buồn đái quá. Bác sĩ ơi. Anh dân bên đây này. Anh cho em đi vệ sinh ạ. Anh ơi, anh không tóc ơi. Cho em đi vệ sinh trước đã. Bác sĩ ơi. Thôi để cậu vô nằm với bạn ở trong này hợp lý nè. Bác sĩ ơi, cứu với. Anh ơi, cẩn thận rơi vào mặt tôi bây giờ. Anh ơi, phòng này bác sĩ đang chữa rồi, bác sĩ biến mất rồi anh ạ. Ui da, ui đau quá chị ơi. Anh ơi, đau quá. Anh ơi. Ô chị đây chị. Ơi không thở được anh ơi. Chị bị làm sao đấy? Tôi bị xương cá đâm vào đít. Ô chị bị giống tôi rồi. Anh ơi nhưng mà anh đừng có thả bom nhá. Ô thế bác sĩ đâu? Ôi,
bác sĩ đang chữa cho tôi biến mất luôn anh ạ. Không thấy bác sĩ. Đây 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 bác sĩ đây bác sĩ. Bác sĩ cứu tôi với. Đây đây giờ hai người đi ưu tiên chắc để tôi ưu tiên cứu chị nó này trước nha. Vâng, ôi, tôi vào trước mà bác sĩ ơi, cứu tôi với. Cứu tôi với. Tôi vào đây nằm 2000 năm rồi anh. Anh ưu tiên phụ nữ đi, mình đàn ông mình ra lăng tí. Quê tôi đàn ông anh. Nam nữ bình đẳng. Trời ơi, thành phố này nó khác thế. Nhưng mà chưa chắc anh ấy đã đàn ông anh. Anh ấn vào chỗ nào đấy. Anh ơi, bụng quá là bụng mà bụng bụng chân. Tâm sông mông mà. Anh làm gì đấy? Anh ghen à? Anh gì ơi? Anh gì ơi? Thôi đủ rồi. Chị bị hơi nặng đấy, chị bị hơi nặng đấy. Anh tí anh bị... nhớ nhá, anh nhớ được cái này nhá. Tí anh phải ấn vào đúng chỗ đấy của em đấy. Tôi anh bị đâm xương vào mông bây giờ. Anh ăn như thế thì xương nó đâm sâu hơn. Đây rồi, tỉnh dậy rồi. Cảm ơn anh nhá. Anh bị đập ở đâu nào? Để tôi ấn cho đây. Em bị đập ở giữa hai chân anh ạ. Hai chân. Được không? Được okay, không chú em? Không được. Tóc bà chị giống như cái cây lau nhà thế nhờ. Sao chú em có cái tay nhỉ? Phải chỗ này không? Đấy là đầu gối anh. Giữa hai chân chỗ khác mà. Thôi được. Xấu ấy chú em. Anh nhanh nhanh hộ em, em sợ quá. Em chừa luôn ấy. Anh ghi nhận tí nha. Cái mảnh xương nó sắp rớt ra rồi. Thấy nó nhú nhú ra rồi anh ạ. Anh trông có vẻ là cũng nhiều người bị giống như kiểu em với cả chị vừa rồi nhỉ? Trời ơi anh ơi, vừa nãy tôi đến đây xác người nằm la liệt. Ôi, đây, đây. Ok, em cảm ơn anh nhá. Thanh toán viện phí đâu nhỉ anh trai nhỉ? Bệnh viện hỗ trợ 2 ngày đầu anh ạ. À, hỗ trợ 2 ngày đầu à? Ê, ok. Em cảm ơn bác sĩ nha. Nào, có ai muốn nhận con làm bố con không nhỉ? Vật tay à? Vũ chứa. Vật tay thôi. Vật tay bố con à? Mày đưa số điện thoại cho tao chơi. Bây giờ nhỉ? Thế này đi. Vật tay thẻ điện thoại. Thế ông em tên gì? Ông em tên chơi luôn. Bao nhiêu này? Thẻ bảo hiểm bao nhiêu này? 10 đô. Anh tên Quả. Ok luôn. Vào đấy. Vô thôi. Chơi luôn. Anh Quảng Trần. Ở nước nào vậy? E liên tục. Em đưa rồi mà. Đưa đéo đâu, đưa lại đi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ôi trời ơi. 10 đô. Trời ơi. Sao thằng này nó khỏe thế nhở? Thằng này khỏe lắm anh ta. Tôi xin 10 đô nhé. Đấy. Anh Phương. Cái thẻ điện thoại đấy. Đấy. Anh em mình làm cái không? Em khỏe thế nhở? Thôi giời ơi. Có ai nhận kèo bố con hay thẻ điện thoại không nhỉ? À, tôi tưởng bố ba, bố một luôn à? Xong luôn à? Bố ba à? Ok. Thế cái thẻ lúc nãy từ từ đã nhá, cứ cầm tạm đấy nhá. Ok, cứ cầm tạm thôi. Ok, tao biết chơi rồi. Chớ. Trong. Tôi xin cái thẻ điện thoại bạn nhé. Thằng này khỏe thế nhở? Ây da ôi, thế bạn có gỡ không? Mẹ ao. Thằng này vô lý thế nhở? Trong anh trai lực thế mà anh trai quạt không nổi. Trời ơi, đúng rồi. Đúng là con trai của ta. Có ai đây không nhở? Hello con trai. Anh bán xe đây à? Ừ, bán xe đây. Rượu anh bán xe, chả trông anh trai. Bần hết, trông anh chả giống bán xe gì cả. Tướng người ta đen đẹp là bần. Em xin lỗi nhá. Anh em hỏi cái. Hôm nay trước em có làm việc với cả chính quyền thành phố về cái việc mở doanh nghiệp xe taxi ấy. Thì thấy bên chính quyền họ hướng dẫn sang bên này làm việc ấy. Mà anh là bên taxi độ lý nè. Vâng, taxi độ lý, đúng rồi anh ạ. Anh ấy bỏ thuốc đi anh ơi, hút thuốc nhiều hại sức khỏe lắm. Nốt điếu anh ạ. Em cũng quyết định rồi. Là từ nay nốt điếu thuốc này là em sẽ suy nghĩ lại về cuộc đời. Muốn làm được việc kiếm được tiền mà cuộc sống nó giàu sang thì đầu tiên mình phải bỏ hết tất cả những cái chất kích thích đi anh ạ. Đúng đấy anh ạ, em cũng lần nào em cũng nói câu đấy nhưng mà em vẫn chưa bỏ được anh ạ. Không sao anh, đấy là do bản thân mình thôi. Hút nốt điếu này anh em mình cùng nhau bỏ. Nó phải có hội, có bước thuyền, phải có hội thì nó mới quyết tâm được anh ạ. Hay mình làm kèo đi anh, ai bỏ trước thì được 1 triệu đi anh. À, 1 triệu à? Xa xỉ thế, không chịu.
mà nốt điếu lại bỏ vậy anh thì... em thống nhất với nhau thế làm việc là nó phải có nguyên tắc. Anh chủ KDL ơi, xem nào xem nhập về cho anh chủ ơi. Giờ nào lắm nhỉ? Em mới đặt hàng con cờ 300 ấy anh. Dạ. Đó rồi. Anh này đã có tiền mua cờ 300 rồi. À, em đặt trước, năm sau em lấy. Ôi à, cẩn thận thế nhỉ? Cho nó chắc anh ạ. Anh trai đeo đồng hồ nhìn sang nhưng mà à, đồng hồ chết anh. Đồng hồ đồ chơi của bọn trẻ con em nhặt được mà. Cũng sang cho người ta rồi. Đây anh nhìn cũng ai đeo đồng hồ đâu. Anh có mua không? Em bán này. À, thôi. Đấy, bán anh tỏi chín này. À, em chào anh nhé. Ờ, em bên doanh nghiệp taxi độ lý mà. Em qua để mua xe trả góp. À, thế à? Doanh nghiệp mình mua xe để người ta nói là doanh nghiệp mình mua xe để phục vụ vận tải trong thành phố đúng không nhỉ? Vâng anh. Hôm trước em đăng ký với cả chính quyền rồi đấy. Thì bây giờ bên em có địa điểm, có giấy phép kinh doanh rồi đấy. Bây giờ chỉ nhận xe thôi anh. Ok anh ơi. Tại vì thực ra thành phố mình cũng đang thiếu một doanh nghiệp như thế đấy. Thì không biết là bên car dealer thì đã chào bán con xe, có giới thiệu con xe nào cho anh chưa? Đấy. Đó, xe đây anh. Này. Logo nhãn hiệu bên em đăng ký xong hết rồi. Cái quan trọng là bây giờ bên anh cho em xin cái giá với cả lộ trình để em giả, để em tính toán xem là nó có hồn vốn được doanh nghiệp không. Con này giá như thế nào anh Phong nhỉ? Ừ, con này giá là 600 nha. Hả? 600 một con này hay 600 là mấy con này anh? 600 là một con này đấy. Thích không con này à? Con này thì giá nó là 1 triệu. Nhưng mà nếu anh bên doanh nghiệp làm cộng đồng thì bên em bên KOL sẽ hỗ trợ giá cho anh. Ui, mình thăm xem thế nào hỗ trợ giá sẽ tốt tốt. Thì doanh nghiệp này cũng phục vụ hỗ trợ người dân thành phố mà. Ui, để em tính cho anh xem nhá. Ví dụ như là em chở khách một cuốc từ thành phố lên bãi gỗ thì giá nó loanh quanh rơi vào đâu đấy khoảng chắc là 150 đến 200 đô. Cao hơn thì chắc là người ta sẽ không đi đâu, tại người ta đi xử xe buýt cho nhanh. Thì nếu như trừ chi phí khấu hao cùng với chi phí xăng xe đi thì em phải chạy tức là cứ mỗi chuyến em lãi 100 đô đi. 10 chuyến em lãi 1.000, 100 chuyến em lãi 10.000 và 1.000 chuyến em mới lãi 100.000. Nghĩa là phải 6.000 chuyến thì em mới bù lại được một con xe. Đấy là em tính xe taxi. Còn nếu như em tính con xe tải này là 10.000 chuyến là em sẽ bù được một con xe tải. Với cái cơ cấu của doanh nghiệp bọn em ấy, thì bọn em sẽ lấy 3 con xe taxi cùng với 2 con xe tải. Thế là tính ra là em sẽ mất 18.000 chuyến xe taxi cộng với 30.000 chuyến xe tải để có thể bù lỗ cho doanh nghiệp. Là chết đấy anh. Em nghĩ là em tính không sai đâu. Thì bên cao lơ mới là bên cao lơ sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp mà. Ừ, vâng. Hỗ trợ giá cho anh mà giá nó là giá bán chưa có nói giá hỗ trợ thì bên KOL sẽ hỗ trợ cho anh con taxi này là 500.000. Nhưng mà trong điều kiện mà ví dụ công ty em làm ăn thua lỗ mà muốn bán lại mấy con xe này cho bên KOL thì bên mình có nhập lại không? Có dạ vâng thế thì cũng được nhập theo coi như là bên em còn có con xe. Ừ, bên em còn có thời điểm đó nha. Thì vậy cũng hơi khó nha, hơi khó cho anh đây nè. Tại vì tính ra chi phí đầu tư thì nó là lại cao quá nha. Nhưng mà anh tính xem doanh thu của mình. Bây giờ em làm vì cái tâm, anh công nhận không? Nếu như mà tính cái doanh thu thì em tính chắc là không sai đâu. Tại vì nếu như mà cái chi phí một cuốc taxi mà đi lên trên bãi đá với cả bãi gỗ mà khoảng 300 đến 400 đô là người ta đã không đi rồi. Thế em tính loanh quanh được. Đấy là em tính giá taxi nhá. Mà chưa kể 3 người cùng đi là em ăn cứt. À không, em chết rồi đấy. Còn đấy là có xe tải. Xe tải nếu như mà người ta đi chặt gỗ hay là người ta đi đào đá ấy, đấy, thì em
lấy xe tải lên em chuyển hàng về trong người ta thì em cũng chỉ lấy được một cuốc không quá được 1.000 đô. Anh công nhận không? Lấy nhiều hơn thì làm sao người ta dám đi nữa. Em một cuốc 1.000 đô thì anh tính xem 10 cuốc mới được 10.000, em chưa kể tiền xăng xe các thứ nhá. 100 cuốc mới được 100.000. Ừ. Có nghĩa là em phải chở đâu đấy khoảng 1.000 cuốc thì em mới có thể hồi lại được con xe. Nè, anh chủ đồ lý thấy giá xe bao nhiêu là được? Em thấy không thì cái quan trọng là đến khi mà nếu như mà em làm ăn thua lỗ em bán lại xe thì bên anh nhập lại được bao nhiêu thì em còn tính đường lui. Ví dụ như là tới lúc đó mới biết được chứ không phải tính theo giá lúc đó thời điểm con xe nó chạy ra sao nữa chứ. Mình đâu có nói trước được, nhưng chắc chắn là sẽ nhập lại. Bây giờ từ từ để em tính xem nào. Nè, bài toán này cũng khá là nan giải đấy nha. Ừ. Tại vì thành phố mình mà không có một doanh nghiệp vận tải thì cũng không ổn. Mà để anh đây đầu tư một số tiền quá lớn để vận hành một doanh nghiệp như thế cũng không ổn. Ồ, em xin phép ngắt lời các anh thì anh cho em hỏi Gaza mình có bán xe đạp không nhỉ anh nhỉ? Có anh ơi. Có mà hiện tại là hàng quá, hàng xe mình chưa có về kịp đó anh. Thế mình đang làm thủ tục ngoài cảng anh ạ. Chưa có về, khi nào có hàng về sẽ thông báo đến tận mọi người dân anh ạ. À thế ạ, vâng, em cảm ơn các anh nhé. Anh chủ xe, anh chủ vận tải tên gì nhỉ? Em tên Nhi anh ạ. Tên ở nhà em là Moi, anh cứ gọi em là Moi được. Ok anh Moi nha. Tên Moi suy nghĩ đâu nè. Em thế này đi, em sẽ cho anh một cái, em nghĩ là em với anh sẽ cùng thống nhất với nhau một cái lộ trình. Em sẽ lấy 3 cái xe taxi với 2 cái xe tải. Okay. Trong vòng 1 tháng, mỗi tháng em sẽ trả bên anh 2 triệu. Thì từ từ, 2 triệu có nhiều quá không nhỉ? 2 triệu trong 1 tháng. Ừ, 2 triệu trong 1 tháng. Thì đến khi mà em giả hết, anh cứ tính thêm cả lãi và nợ cũng được. Đến khi mà em giả hết thì thôi. Hoặc nếu như trong 3 tháng hoạt động mà bên em báo lỗ và không có khả năng hoàn trả thì em sẽ bán lại doanh nghiệp và em sẽ bán lại hết xe, sau đấy em bù thêm tiền vào là xong. Thì tạm thời em với bên anh sẽ ký cái giấy cam kết là bên em lấy xe trước và bên em bắt đầu hoạt động kinh doanh. Thì sau khi có tiền rồi thì cứ theo, hôm nay là ngày đầu tháng thì đầu tháng 9 em sẽ trả cho anh 2 triệu trước, đầu tháng 10 2 triệu nữa, đầu tháng 11 2 triệu nữa. 3 con xe là 1.500.000, 2 con xe tải là 2.500.000. À không, thế em tính nhầm, em xin lỗi anh. Là 1 tháng em sẽ trả anh 1 triệu, tháng 9 1 triệu, tháng 10 1 triệu và tháng tiếp theo là 500.000 nữa. Còn lãi thêm bao nhiêu thì anh tính vào cho em. Đấy, em nghĩ như thế là một cái lộ trình hợp lý nhất. Là 2.500.000 trong vòng 3 tháng. 2.500.000 trong vòng 3 tháng. Là em thấy khó lắm luôn đấy, nhưng mà em nghĩ là em làm được. Nghe thì cũng có vẻ hợp lý anh Phong nhỉ. Thì ví dụ như là trong 3 tháng đấy mà em cố gắng em làm xong thì em ăn không 5 con xe, đúng không? Ok. Ừ. Ok. Nhà đợi trong vừa ký hợp đồng nha. Ok, mình thấm nhất như vậy nha. Ký hợp đồng nha. Là bên cũng có lợi, bên anh thì cũng có... Ừ. Em hỗ trợ cho người dân thành phố anh. Đúng rồi, thành phố cũng có thêm công ty vận tải. Vâng. Em tính qua là em cũng hơi lỡ mồm ấy, nhưng mà em nghĩ là em cày thêm cả bên ngoài nữa thì chắc là em làm được. Đây, cái anh cứ vào ký hợp đồng với cho anh Phong đi nhận xe nhé. Ok, anh này vừa bảo vào hỏi mua xe đạp xong mà, anh buồn cười thật. À không anh, em ở vào kia sếp em bảo ra đây làm thủ tục cho anh ơi. Đúng rồi, một chứ. À. Anh Moi à? Anh. Để mình hợp đồng đấy nha. Dạ. Xe đó là bây giờ hiện tại là mình chỉ lấy được một chiếc thôi. Mấy chiếc kia là còn đang kẹt ngoài cảng. Có thể sao mình lấy được.
Thế xe tải lấy được cho anh hay là chỉ lấy được taxi thường nữa? Một chiếc taxi thường. Vâng, thế anh cứ lấy cho em một chiếc taxi thường trước, xong ngày mai em đi lấy thêm sau. Ok, đây đem ký hợp đồng đấy nhá. Vâng anh. Thế là mình phải tính làm sao để tối ưu hóa được hết cả 5 cái xe, đủ hết tất cả các ca trong ngày. 2 chiếc xe tải và 3 chiếc taxi chạy liên tục. Làm sao một tháng ít nhất phải đẻ ra được 1 triệu rưỡi. Trong đấy là 1 triệu tiền giả bên car dealer và 500.000 tiền giả lương. Hợp lý. Chắc là làm được. Làm được. À, xe điện. Không mất xăng. Nó là xe điện. Mẹ nhưng mà mẹ giá xe nhảy đắt quá, làm sao mà kéo được nhỉ? Kéo được. Tính ra nãy mình tính sai. 5 con xe, 2 con xe tải, 1 triệu. Ok. Anh đợi em tí nhá. Rồi ok, em đọc thấy rồi nhưng mà em đang thấy là nó hơi sai ở đâu này. Nó phải là 3 triệu rưỡi anh ạ. Tại vì nó là 2 cái xe tải là 2 triệu cộng với 3 cái xe taxi là 1 triệu rưỡi, là nó là 3 triệu rưỡi. Đúng không? Chắc. Chính là bây giờ tháng 9, tháng 10, tháng 11. Thế thì từ cái việc mà em bị cộng sai, nó dẫn đến cái hậu quả là em tính sai, nên là doanh nghiệp phá sản từ khi mà mới bắt đầu thành lập. Anh hiểu câu chuyện không? Câu chuyện nó thực sự là rất dã man luôn đấy. Thì nó ăn môi đúng không? Tháng 9 là trả 10, trả 1 triệu đúng không? Ừ. Trả 10, 1 triệu. Tháng 11 là 500 nghìn. Mà em đang... Có nhỉ? Nếu như mà... Em phải gặp... Không được, em phải gặp chính quyền thành phố, em phải làm việc lại. Từ từ, anh ạ. Không, từ từ đã nhá, từ từ đã nhá. Sai, nó sai rồi. Thế doanh nghiệp chết luôn rồi anh ơi. Chết ngay từ lúc bắt đầu rồi. Ok nhá. Anh đợi em tí nhá. Đâu nhỉ? Lúc nãy có anh chính quyền anh đứng đây đâu rồi nhỉ? Lại đi đâu rồi? À, con xe taxi, con xe tải này. Ngày xưa khi mà thành phố nhiều tiền ấy, mấy con này có 300.000 một con. Mà bây giờ không ai có tiền cả. Định giá một con này 1 triệu, con xe taxi những 500.000. Thì là nó hơi sai. Anh Phong ạ. Em hiểu vấn đề rồi anh Phong. Anh ngồi trong đây, anh em mình cùng nhau nói chuyện về kinh tế của thành phố. Ủa, ghế không ngồi được à? À, ghế không được. Được mà. Anh ạ, em nhận ra vấn đề ở đây rồi. Định giá xe của thành phố mình đang bị sai. Em kể cho anh nghe. Bây giờ kể cả những người nông dân, người ta đi câu cá, đi chặt gỗ, đi đào đá, một tiếng người ta cũng chỉ kiếm được đâu đấy khoảng 4-5 nghìn mà thôi. Đấy là nhiều. Mà ngày xưa khi mà dân mình nhiều tiền, ở những thành phố khác, những con xe tải, lúc đấy là dân mình nhiều tiền nhé, được định giá 300.000 đến 400.000 hoặc là 200.000 ở thời gian đầu. Tự nhiên con xe tải này được định giá 1 triệu là nó đang hơi sai. Thứ hai nữa, taxi, nó là taxi. Nó chỉ được hoạt động taxi thôi, chứ nó không được đi mấy cái việc linh tinh khác. Mà ngày xưa taxi không đến 100.000, tự nhiên giờ anh treo giá con taxi 500.000, bằng giá với cả những con siêu xe tối tân. Nghe nó hơi bị vô lý. Nên em cảm thấy là cái việc định giá của chính quyền mình đang bị sai. Anh xem lại xem có đúng không. Đó. Bây giờ một con taxi mình... một con taxi bên anh bán 500.000. Thì thử hỏi những con xe bình dân, những con siêu xe, những con xe bán tải, các anh sẽ bán bao nhiêu? 2 triệu, 5 triệu hay là 7 triệu? Làm sao người dân có thể tiếp cận được những cái mức giá như thế? Nó bị vô lý. Thì hồi nãy đúng không? 5 con xe, 5 con xe có 2 triệu rưỡi. Thì mình cứ chi ra là nó hợp lý mà. Không, mà cái hợp đồng của mình đã chốt chưa nhỉ? Chưa, em chưa ký. May quá em chưa ký. À, thế em chưa ký. Em thấy có vấn đề. Vấn đề nó ở chỗ này là lúc nãy em cộng sai.
là đúng ra là ba con xe tải, nếu như bên anh tính hai con xe tải là 2 triệu cộng với cả ba con taxi là 1,5 triệu, nếu như cộng vào là 3,5 triệu, nhưng mà bên em tính nhầm là 2,5 triệu. Thế từ lúc đọc hợp đồng em thấy 2,5 triệu là em bị sai, thế từ hợp đồng em mới tính ra là doanh nghiệp của em chết luôn. Đâu, hồi nãy tôi làm hợp đồng cho môi là tính có 2,5 triệu thôi mà. Ừ thì đấy, thì nó bị sai so với cộng tính toán của anh em mình đúng không? Thật ra thì nhưng mà anh có thấy là giá như thế là nó vẫn bị cao không? Nhưng mà thấy... mà 5 con mà 2,5 triệu là mình thấy giá nó hợp lý mà không cao chút nào. Với lại cũng hỗ trợ cho môi là trả chậm rồi đúng không? Sẽ thu lại nếu mà công ty không làm ăn được. Đấy, quá nhiều chính sách. Em lại tính lại xem nào. Nếu như 2,5 triệu chia 3, mỗi con 330 một con taxi, 1,5 triệu chia ra mỗi con 750 một con xe tải. Em thấy nó vẫn cất cấn ở đâu ấy nhỉ? Cất cấn gì thế mà được trả chậm 3 tháng. Không, kể cả trả chậm nhưng mà giá xe là em nghĩ là nó đang bị quá cao so với một con xe taxi. Bây giờ 330 một con taxi và 750.000 một con xe tải. Em nghĩ là cái phương án hợp lý nhất là, tại vì nãy em tính lại giá ấy, thì trong một tháng nếu như mà em không giảm tiền lương nhân viên nhé, không giảm tiền lương nhân viên nhé, và em làm sao chạy hết công suất xe là chạy cả ca sáng, ca chiều, ca tối, thì trong một tháng chưa chắc em đã rơi được 1 triệu. Thực sự với anh là như thế nha. Vậy giá chốt cuối cùng luôn là bây giờ hỗ trợ luôn là 5 chiếc 2 triệu trả em vòng 2 tháng. Em okay. Đồng ý luôn. Anh viết hộ em lại cái sự hợp đồng cái đây. Ok, em cảm ơn các anh nhá. Thực sự là cảm ơn các anh rất là nhiều vì đã hỗ trợ doanh nghiệp mới như bọn em. Em cảm ơn các anh nhá. Hợp đồng trong này đúng không? Anh vào đi, em mở sẵn cửa rồi. Này vẫn giả 3 tháng anh nhá. 3 tháng, ok. Dạ, 3 tháng. 3 tháng chia ra là mỗi tháng tháng đầu thì doanh nghiệp mới hoạt động thì anh cho phép em giả 500 đi. Còn 2 tháng sau thì em xin phép là em giả mỗi tháng 750.000. Thế là xong, đúng không? Ok. Tức là tháng đầu 500. Tháng đầu 500, 2 tháng sau mỗi tháng 750 anh ạ. Anh ghi thêm vào điều khoản hợp đồng nữa là trong 3 tháng nếu như mà không giả được hết tiền thì thanh lý lại doanh nghiệp cho bên chính quyền toàn quyền quyết định, bao gồm cả tài sản. Anh mong anh đọc kỹ nha. Anh Phong, giám đốc Cardiola. Anh Moi, taxi Độ Lý. Vâng. Sau khi thỏa thuận, hai bên đã cùng nhau thống nhất ký hợp đồng mua bán với nội dung điều khoản. Bên A đồng ý bán và bên B đồng ý mua. Ok. 3 xe taxi và 2 taxi tải. Giá xe 2 triệu, hình thức thanh toán trả chậm. Tháng đầu 500, 2 tháng sau 1 tháng trả $250, sau 3 tháng. Ồ, ok. Cái này nếu như mà bên mình có cái ưu đãi gì nếu như mà bên em thanh toán trước không nhỉ anh nhỉ? Ví dụ như là bên em thanh toán trước hạn trong vòng 3 tháng. À không, đấy, ví dụ, em chỉ ví dụ thế thôi. Thanh toán trước hạn 3 tháng à? Ừ, ví dụ như là tự nhiên doanh nghiệp em là làm ăn phát đạt, xong anh em mà ngoài giờ còn chịu khó đi làm thêm để trả nợ cho công ty chẳng hạn, đấy. Ok, lúc đó sẽ là giảm giá cho anh những chiếc xe tiếp theo. Ồ, giảm giá những xe tiếp theo à? Đúng, chuẩn làm ăn lên phải mua thêm xe chứ. Thế thì em hỏi thế thôi. Mà tại vì ngày xưa em nhớ ngày xưa cái hồi mà bố mẹ em còn làm kinh doanh ấy, ngày xưa bố mẹ em làm kinh doanh à, thì cũng có một lần đi vay tiền như này, xong rồi đến lúc giả trước hạn thì người ta khuyến mãi cho là 10%, còn là nợ bao nhiêu là trừ đi 10%, xong người ta giảm cục luôn. Đấy, nhưng mà em nói thế thôi thì thôi, ok, cái này em ký nhá. Ký chưa? Đây, cẩn thận đấy nha, bút xa gà chết đấy nha. Ok rồi anh ơi. Ok nha. Nè, mời giờ lấy
xe luôn nhỉ. Chúc mừng anh Mò nhá. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Mặc dù là em rất là đau đầu anh ạ. Em không biết là làm sao một tháng nữa em có thể giả được 5 lốp đầu tiên không. Yên tâm. Ờ, em chào anh trai nhá. Thôi nè, anh cứ vận hành công ty của mình đi nhá. Nếu mà có khó khăn gì thì anh cứ liên hệ thôi. Dạ dạ dạ. Thôi, em cho em xin cái số điện thoại của anh ạ. Tại vì em đã cảm thấy doanh nghiệp của em khó khăn ngay từ khi mới thành lập rồi anh ạ. Cho em xin luôn số điện thoại để em tiện liên lạc. Anh là Tuấn anh nha, em là thị trưởng thành phố anh ạ. Nếu anh có khó khăn gì thì anh cứ liên hệ em nhé. Dạ, xem xét tại vì gì ạ. Thành phố cũng cần doanh nghiệp vận tải mà nếu mà không khó khăn quá thì ảnh hưởng đến nhiều mặt ấy. Cho em hỏi một cái là... Rồi tôi tắt đồ nét rồi. Cho em hỏi một cái này thì mình phải đi thi bằng ấy. Mình có phải đi thi bằng không nhỉ? À có anh ạ, phải đi thi bằng anh ạ. Ok. Thế là tạm thời là em lấy xe xong em đi ra điểm thi bằng à? Thi bằng ở đâu nhỉ anh nhỉ? À thi bằng ở... mình có cái điểm thi bằng ở ngay số... anh có thể xem trên bản đồ đấy. Hồ sơ này em làm gì anh? Dầm qua đầu mình sẽ bốc biển luôn nhé. À ra đồn cảnh sát bốc biển anh? Thế biển này không tính anh? Thế này biển bao nhiêu nhỉ? Không, chưa mà chưa bốc biển. Biển này là biển tạm anh ạ. À biển tạm. Bây giờ em ra sở cảnh sát là được gì anh? Đúng rồi. Dạ vâng rồi, em cảm ơn các anh nhá. Okay. Anh ra, cho em đi ké với. Ai ké cái gì, đi đâu? Em đi cùng với anh thôi. Đi cùng tôi à? Đi cùng tôi bấm đồng hồ đấy. Trời ơi. Em giới thiệu với anh nhá, em là Mohamed, em đến từ Ai Cập. Đến từ Ai Cập à? Cho anh xin cái số điện thoại với. Đây kìa, đấy, em biết mà bên anh taxi kiểu gì chả tuyển người ấy. Ngày xưa bên kia em lái xe suốt. Em lưu vào đi. Đây rồi anh ơi. Sao anh không thấy nhỉ? À anh nhu đồ nhi đúng không anh? Đúng rồi, nhưng mà anh chưa thấy liên hệ của em đâu cả. Anh tắt đi bật lại lên đấy. Anh thấy chưa? À Mohamed Lê Khôi à? Rồi, ok, có số anh rồi thì đi taxi đâu gọi anh nhá. Cứ chạy đường dài, gia đình có việc gì thì cứ gọi anh nhá. Anh đi bấm biển rồi á. Ừ, nhớ nhá, có gì nhớ gọi anh nhá. Anh không tuyển người à? Tuyển người anh đăng ký sau, em thông báo sau, em buồn cười lại. Thế có người lên xe để anh bấm đồng hồ này. Thế thôi, bấm đồng hồ thì thôi. Thế là anh đi bốc biển đã nhá. Nhớ đi đâu gọi anh nhá. Xe khó lái thế. Quá xe lại cả. Em chào anh. Chào anh. Anh đi đâu nhỉ? Anh em mới lấy cái hồ sơ xe em đến bốc biển theo hướng dẫn của bên Cali lợn. À thế à? Hồ sơ anh đâu? Đây hồ sơ em đây em đưa anh luôn à? Đưa luôn chứ. Em gửi anh ạ. Ôi giời. Đã có tiền mua xe rồi. Được, à không, nhờ. Em chính quyền hỗ trợ để em chạy vận tải cho thành phố ấy ạ. Anh bên doanh nghiệp taxi ạ? Dạ, em bên taxi đội lý, em chủ doanh nghiệp ạ. Thế à? Ủa, mà anh đi gì tới? Dạ, em đi xe công cộng đến ạ. À thế à? Vâng. Xe công cộng là xe gì đấy? Dạ, xe buýt ạ. Thế xe anh đâu? Dạ, em thấy xe anh tôi mới cho bốc biển cho anh đây chứ. Đây, xe em đây có người đẩy ra rồi, nhưng người ta đã đi về rồi anh ạ. Đây, xe đây ạ. Ok ạ. Đây, xe ngoài đấy anh ạ. Anh ra kiểm tra số khung số máy của em cái. Đây à? Dạ, xe vàng ấy. Chưa có bằng. Ăn cáo nhiều thế. À dạ, vâng, phải kiếm thêm chứ anh. Ôi giời ơi. Hai ba người gái bao giờ không? Tôi nhận hồ sơ của anh nhé, để vào đây tôi làm cho anh cái dạ số. Anh. Bên mình có tác động gì cho biển nó đẹp tí được không nhỉ anh nhỉ? Tác động à? Vâng. Tôi chưa có nhận được cái thông báo gì từ cái tác động đó anh ạ. À thế em hỏi thế. Tôi sẽ tìm hiểu sau. Em biết đâu. Biết đâu. Nhưng mà cái ý kiến của anh là nghe nó cũng hay đó nhỉ. Dạ. Em thấy nó cũng hợp lý mà. Tác động nó nghe hay thế nhỉ. Em thấy bọn anh làm việc này cũng vất vả.
Thế là nhiều khi mình linh động với người dân một tí hợp lý. Ừ. Để tôi kiểm tra lại cái hệ thống này á. Dạ. Tôi nghe thấy là khá là hay á. Tôi nghĩ là doanh nghiệp anh chắc cũng phải mua thêm nhiều xe taxi nữa đấy. Dạ, đấy là tương lai sau này anh ạ. Bọn em dự kiến là mua khoảng 120 chiếc anh ạ. Nhưng mà hiện tại đây là chiếc đầu tiên. Hay à? Dạ. Thế là những chiếc sau có gì tôi kiểm tra có tác động không? Dạ, 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 vâng, vâng, thế thì tốt quá anh. Đừng, bạn, chủ phương tiện Nhung Nhi nha. Dạ, đúng rồi ạ. Anh cứ gọi em là Moi được rồi, bố mẹ em ở nhà gọi là Moi ạ. Ok anh. Số căn cước là UCE10611. Phương tiện là auto refund taxi thường. Rồi, vâng, ok, tôi tiến hành bấm biển cho anh nhé. Dạ, 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 dạ. Anh, em nhìn đâu anh? Nhìn vào cái màn hình này à? Anh nhìn vào cái màn hình nè. Dạ, dạ. Tôi bấm nè. Dạ. 3, 2, 1. Em ạ. Tôi gửi lời mời đấy. Dạ, dạ. Em mà từ từ anh cho em niệm tí nhá, tại vì em sợ ra mấy cái số nó nhạy cảm lắm anh. Ôi giời. Ui giời. Đẹp mình luôn rồi. À, ôi giời. Này, sao lại ra toàn số 1 đấy? Ơ kìa. Tôi cũng chả biết nữa nè. Cái này là bị lỗi rồi, cái đợt bấm thử rồi. Sao lại bị lỗi? Anh thử bấm nó số khác mà nó có ra số khác không? Cái này bị lỗi rồi. Vâng anh ạ. Biển này biển chuẩn đó, biển này không phải lỗi là biển chuẩn đó. Anh là như là xe đầu tiên nó cho biển này vậy sao? À thế à, xe đầu tiên được biển này à? Ừ. Ồ, dạ, tôi nghĩ thế, tôi cũng chả biết nữa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quét hương à? Thế biển này em đâu anh? Khó. Em bê cái tivi này ra lắp à? Đây, 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 tôi tiếp, để tôi lấy biển cho anh. Dạ, dạ, dạ. Ở đâu đó hàng anh? Chỗ nào hết hả? Cái biển ở đâu hàng anh? Biển cơ cấu thế. Cảnh sát đi lấy biển ở đâu còn đéo biết ạ. À. Biển của anh đây. Anh tác động này nó hơi hơi mạnh xíu nha anh, thông cảm. Dạ 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 dạ, không sao anh ơi. Cũng ok mà anh. Rồi ok anh ơi. Anh chưa bao giờ anh thấy cái biển này bao giờ luôn ạ. À. Sao đấy anh? Anh chụp cho em cái ảnh em đứng với cái biển này cái được không anh? Đây đây đây, đứng yên đó, đứng yên đó. Rồi đấy. Dạ rồi ok anh ạ. Đấy đấy, đứng tôi đưa anh tấm ảnh. Sao đấy nhỉ? Anh từ từ đấy. Đây tấm ảnh của anh đây. À, anh giữ làm kỷ niệm nhá. Sao trông mặt em ngáo đét thế này anh? Cái này là gì của anh chứ sao tôi biết được. Dạ rồi ok, em cảm ơn anh nhá. Rồi. Anh chào anh nhá. Anh cho sao anh lại đưa biển cho em? Thì đưa biển cho anh đi anh, anh gắn đấy, tôi ra kiểm tra nè. Sao hôm trước em lúc em thấy bên car dealer bảo là anh lắp cho em luôn. Ủa thế à? Ừ. Đấy xe em có tô vít để anh ra lắp hộ em luôn đấy. Cái này là xe ai, là xe chủ ai thì người đó gắn, tôi không gắn được anh ạ. À thế à, tôi tưởng cảnh sát thì cái dịch vụ gắn được anh ạ. Sát thương dân, sát phải giúp dân. Đây nè, tôi giúp anh nè, tôi ra tôi nhìn anh dán đây. Ô, phương tiện bị khóa. Trời ơi, sao khát nước đói bụng quá ta. Gắn như nào anh? Không có gì hết nè, tôi cảm thấy hơi đói xíu mà, tôi khát nước. Sáng giờ chú uống cà phê nào cả. Ui trời ơi, đẹp thế nhở. Thu tiền gì? Thu tiền okay. Sao? Đẹp 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 anh ơi. Em cảm ơn anh nhá. Em cảm ơn anh nhiều. Xin 5 lít tiền bấm biển đấy. Chứ sao lại 5 lít tiền bấm biển? Ok, tôi bấm biển chả phải đóng tiền. Chứ tôi tự làm cái biển này ra. Tôi trên trời rơi xuống à. Ô, phí à? Tức là sao em không thấy thông báo thì em thấy bên car dealer bảo là miễn phí. Sang đấy nộp hồ sơ thôi. Làm gì có. Anh viết cho em hóa đơn đấy. Mới thế nhỉ? Mới đầu anh ơi, trời ơi. Anh cho em hỏi cái. Làm gì cũng có chi phí. Hả? Anh cho em hỏi cái, bây giờ em đi thi bằng lái xe thì em lấy con này đi thi à? Hay đến đấy là đi thi xe của bên chỗ bằng lái nhỉ?
Hình như là bên tờ thị chính là tới đó là có xe bên đó hay sao anh ạ? Thế cái phí mà đi thi lái xe bao nhiêu anh có biết không? Nhưng mà hiện tại hình như là chưa có người để làm, chưa có người, mốt là sẽ chuyển qua cho bên cảnh sát để thi bằng lái, nhưng mà hiện tại chưa có người để làm anh ạ. Thế cho em hỏi một cái, trong trường hợp mà bây giờ em lái taxi mà tạm thời thành phố mình chưa cấp được bằng lái thì em lái có bị làm sao? Không sao đâu anh ơi. À, tạm thời chưa có người làm bằng lái mà. Thế à, anh từ từ nhá. Anh nói lại câu vừa rồi đây. Anh em phải đề phòng chứ anh một người. À, xin giới thiệu tất cả mọi người, đây là anh Huy, cảnh sát trưởng. Anh có vài lời nhắn gửi. Đây đây, tôi có hiểu đây. Kể từ bây giờ đến khi nào có người làm bằng lái thì sẽ không ai kiểm tra bằng lái anh cả. Ok chưa? À dạ vâng rồi, em cảm ơn anh nhá. Tuyệt vời quá, rất là tuyệt vời anh ạ. Tuyệt vời. Ừ, ok. Anh ơi. Chết rồi. Em anh hút thuốc rồi, bây giờ em phải làm việc với toàn thị chính. Dạ. để xét nghề à? À dạ vâng, anh chờ em một chút để em gọi nhân viên tòa thị chính ạ. Vâng. À mà tôi... em là người dân thường mà làm sao mà em gọi được ta? Anh nhờ anh cảnh sát trưởng anh. Tôi rất buồn những trường hợp của anh nhé. Anh ra bệnh viện đi, tôi sẽ huy động một lực lượng người hùng hậu sẽ chia buồn cùng anh. Anh bị làm sao đấy hả anh? Anh này bị mất giấy tờ nè. Tôi không làm giàu được nữa hả? Mất điện thoại ạ. Tính làm giàu mà. Anh ơi, làm giàu thì anh đi tìm người làm giàu cùng anh đi. Anh ơi, anh gọi người bên tòa thị chính để xét việc cho em làm chủ doanh nghiệp bên taxi đấy ạ. Đây, tôi gọi cho anh. À, em có số mà. Ừ giời, à, không cần đâu anh ơi. À, anh có số rồi. Okay. Vâng, em quan hệ rộng lắm. Tôi cầm điện thoại vậy thôi chứ tôi đâu có số đâu, giả bộ gọi anh ạ. À. Tôi nghe mọi người. À, em chào anh Tú đây, anh Tú đây, em bấm biển xong hết rồi, bây giờ em đăng ký bắt đầu kinh doanh ở đâu bây giờ anh nhỉ? Anh nói ngồi kinh doanh à, anh lên bài hệ chính nha. Dạ, tôi sẽ làm hồ sơ kinh doanh cho anh. Ok anh ạ. Hòa xem cho chắc đã. Mặc dù thành phố đéo thằng nào bẻ đâu nhưng mà cứ phải chắc cốt. Em chào anh Tút, này em vừa gọi điện cho anh ấy. Vâng vâng, chào anh nhé. Vâng. Mời anh vào phòng phòng để dạ. Bắt đầu đăng ký kinh doanh cho anh. Ô, ông chú này là làm gì đấy ạ? Anh toán tiền thuê phòng chung cư, mua thêm chỗ ở gara, đổi thường số, thuê phòng chung cư. Wow. Anh nghe cho em hỏi là thuê phòng chung cư được cái gì không anh? Thuê phòng chung cư thì anh sẽ có cái một cái ngăn chứa đồ bé bé tầm 100kg, với lại một cái tủ quần áo chứa được tầm 10 bộ quần áo anh ạ. À, thế chi phí thuê chung cư hiện tại đang là bao nhiêu anh? Là 5.000 một tuần anh ạ. 5.000 một tuần à? Thật rẻ. Mời anh ngồi. Dạ vâng. Em mời anh ngồi. Đợi tí soạn cái giấy phép đăng ký kinh doanh cho anh nhé. Wow, đây view đẹp nhỉ anh nhỉ. Anh có thể đi tham quan một tí cũng được. Anh bình thường anh ngồi làm việc ở đây anh có thấy buồn không? Kiểu một mình làm cái phòng to như thế này. Ui, cho em ngồi thử của ghế này. Ui, anh thị trưởng à? Không được, em không ngồi được. Nhà quê em ngồi đây nhỉ. Mà anh cho em chụp cái ảnh kỷ niệm đây được không? Ok anh nhá. Được em chụp nhá. Ok nhá. Anh có biết làm sao quay được cái camera ra đằng trước không anh? Hình như anh lăn cái gì trên cái bàn tay anh ấy. Đấy. Dạ lúc em lăn. Em lăn là em zoom anh ạ. Em muốn quay cái cam ra đằng trước cơ. Em đang toát kiểu anh em mình thân thiết với nhau lắm nhá, kiểu lâu lắm rồi mới gặp ông anh, giờ ông anh làm to quá nhá. Anh có ảnh hưởng đến anh không? OI thì anh doanh nghiệp mới mà.
Thằng khéo, không khéo bình cảnh sát né anh ra đấy. Cảnh sát trưởng với tôi thân lắm, nhà nào mà. Vâng. Thế này em vừa gặp cảnh sát trưởng không? Ui, thân nhau thế cơ anh? Em biết rồi, lúc này, lúc em hỏi anh Huy rồi, anh Huy còn không có cả số điện thoại của anh mà, thân nhau thế. Ui, cái này là bản đồ thành phố của mình à anh? Anh em mình đang ở đâu nhỉ? Anh đố anh biết anh em mình đang ở đâu luôn đấy. Đẹp nhỉ? Đang ở trung tâm của thành phố luôn anh ạ. Trung tâm thành phố luôn à? Thành phố là chỗ nào nhỉ anh nhỉ? Em bắt táo được không anh? Em được, anh cứ tự nhiên anh ạ. Dạ, em anh là khách ở đây mà. Vâng. Anh có cà phê không? Em pha cho anh luôn này. Đây còn mày pha không, cà phê. Không cần anh ạ. Vốn điều lệ của mình anh đăng ký bao nhiêu anh ạ? Vốn điều lệ à? Vốn điều lệ là như nào nhỉ anh nhỉ? Cái tiền vốn mà anh sẽ đầu tư vào trong cái doanh nghiệp anh ấy. Dạ không, em đầu tư vào hết 2 triệu ấy ạ. Ok. Vâng. Ô, anh đây có cả bánh ngọt này. Thích nhỉ? Anh cứ dùng thoải mái tự nhiên. Không, em hỏi thế thôi, em sợ sâu răng lắm. Ô anh ơi, cái đồng hồ này mình lắp pin ở đâu? Sao em không thấy chỗ để pin đâu nhỉ? Bình thường nó phải có cái cục để lắp pin này chứ đúng không? Nó vẫn chạy này, đỉnh cực. Đồng hồ đấy chạy năng lượng mặt trời anh ạ. Trong này làm gì có mặt trời anh? Toàn là bóng đèn có mà. Có cửa sổ nên mặt trời chiếu vào cửa sổ anh ạ. Ủa, thế tại sao trời tối như này không có ánh sáng mặt trời mà nó vẫn chạy được hả anh? À tại vì nó sạc vào buổi sáng anh ạ. Anh có điều khiển tivi đâu không? Cho em mượn em xem hoạt hình đi được không? Đợi hơi lâu ấy. À điều khiển ở đây thì không sử dụng điều khiển là sử dụng bằng điều khiển bằng giọng nói thôi nè. À thế à. Anh có hay xem tivi không? Anh có hay xem hoạt hình không? À không anh ạ. Yeah, tôi xem thường thường vui mà. Xem bằng điện thoại thôi nè. Anh dùng điện thoại nhiều hỏng mắt đấy. Anh phải dùng xem tivi. Thế bình thường ở nhà ăn cơm anh không xem tivi à? Ăn cơm mình xem tivi mới ngon chứ. Không, ăn cơm vừa xem tivi đau bao tử anh ạ. Thế à? Thế mà em xem 30 năm nay mà chưa đau nhỉ? Bao nhiêu năm thì sẽ đau à anh? Anh có biết không? Khoảng 31 năm hay sao anh? 31 năm là thế em bỏ là vừa đấy nhỉ? Em chụp cái ảnh từ đây xuống xe taxi của em mà quảng cáo cái nhá. Thoải mái anh ạ. Thế sau này lỡ tôi có việc gì tôi phải đi thì có ưu đãi gì tôi không ấy nhỉ? Dạ không ạ. Anh cứ alo em là em đón luôn anh nhá. Ưu đãi lớn nhất của bên em là vấn đề tốc độ. Là bên em sẽ đến thật là nhanh, có mặt ngay khi mà khách hàng vừa gọi. Ok rồi anh. Ok à? Sao vẫn chưa tính anh đợi tí để tôi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp cho anh luôn. Cái này khoảng bao lâu thì xong nhỉ? Nhanh lắm ạ, tầm 5 phút anh. Dạ vâng. Thế là em xong việc của em về trước nhá. Ok anh ơi. Dạ. Tí anh khoảng 5 phút sau anh kiểm tra chúng tôi nhé. Thêm anh đã có con dấu và lại giấy phép chưa nha. Ok, em chào anh nhá. Ok, chúc anh công ty lần nào phát đạt nha. Vâng, em chúc anh buổi tối vui vẻ. Dạ vâng, em khó khăn từ lúc mới thành lập rồi. Thị trường đẹp thế nhỉ. Chào ông chú nhá. Dê thật tuyệt. Công việc thất nghiệp, cấp độ thất nghiệp, trạng thái đang làm việc. An toàn thị chính làm ăn chậm thế nhỉ. Bên đông có cay không? Hôm trước tôi bảo tôi gửi hình cho chúng nó mà tôi quên gửi có mấy hôm thôi, mà bây giờ chúng nó để trước mấy cái hình này, sửa trước cho quen tay. Hình đẹp sẽ ở chỗ này. Ông nó mark cả ảnh thằng nhím vào. Sếp ơi, nhớ file của em nha. Cú anh trưởng ạ. Ê, thằng đặt taxi. Ê, mẹ xa vậy.
đéo thích khách đâu cả, thế nào? Các anh A gọi xe đúng không nhỉ? Đúng rồi anh A. Anh A lên xe đây. Nhưng mà trước khi lên xe thì hỏi giá xe nhà không nhỉ? Ủa thì vậy em chạy theo đồng hồ có chạy mồm đâu, anh buồn cười thật. Ừ, cho qua nơi bán đá anh nhá. Ba mẹ không còn một ai bên cạnh. Tự vườn trà. Lên bãi đá hả anh? Không không, chỗ cho bãi đá cạnh căn nhà mình đi. Công trường ấy, chỗ công trường ấy nhỉ? Công trường là chỗ đập đá gì anh? Đúng 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 đúng. Không không không, bán đi anh ơi. Bán năm 572. Chỗ bán đá. 572. Công trường xây dựng này ạ. Đâu cái nhà chỗ nào cái nhà? Em mới chỗ bệnh viện. Anh cái những chỗ bệnh viện gần gần đó, chích chích lên một xíu là được. Là cô đơn, nước mắt và sự im lặng. À rồi rồi, ok em thấy rồi. Là quãng đường từ trường về đến nhà là 30. Các nhà ngồi im đừng thở nhá. 572. Em mới đi các anh buồn cười thật. Không cảm em cái. Nghe có mùi thế nhỉ? Xe có mùi thơm đấy nhỉ? Hình như xe mới mua anh à? Dạ, xe mới mua à. Trời, biển số VIP thế. Alo. Chết mẹ rồi, biển số VIP thì giá tiền nhân cao đấy. Ông anh ơi, bên em làm ăn chuẩn chỉ, anh buồn cười. Mà xe cho em biết điều hòa đi anh. Đấy, anh kéo tạm kính xuống đi, xe em vừa hỏng anh ạ. Ôi dồi, ôi, để em xài kính tạm vậy. Mà thôi để bọn em mới đi làm về nên xài kính chứ mở điều hòa là mọi người nhẹt thở đấy. Ui, bọn anh mới đi làm đá về đấy à? Đúng đúng rồi, lên thì thầm với đá một tí. Bọn anh làm mất bao lâu thì được một chuyến đấy? Không biết nữa, chưa thử tối đa nhưng mà đi theo tuyến à. Bác tài gọi về rồi về anh à, không có thời gian. 10 phút một chuyến đó, bác tài cho 10 phút. 10 phút một chuyến? Đúng một, rồi. Một chuyến được khoảng bao tiền anh? Không biết anh ơi, để báo điện lại anh ơi. Ui, thế thì em dừng ấy, đợi các anh bán xong anh em chia nhau luôn nhỉ? Xong các anh có đi tiếp không? Khó chứ, cho chắc ra bảy cá test qua làm nghề cá. Ok, thế anh đồng ý rồi nhá, anh em chia nhau nhá. Em ngồi đợi anh luôn. Khách nãy giờ gọi đông lắm, anh phải cho em ít tiền. Căng thế à, chứ, không thì anh em ngồi. Không thì em đi luôn thôi, các anh đi xe buýt cũng được. Em chỉ nói thế thôi. Thì anh ơi, xấu. Đây phải anh làm sao nhỉ? Anh ơi. Đây nó có mấy điểm quay đầu. Cái này là không được nhá. Là trên này nó mới có điểm quay đầu. Anh buồn cười thật. Anh vậy có mấy của em. Anh ơi. Về nha. Alo. Bác đâu nhỉ? Chừng hỏi mấy taxi không ạ? À vâng đúng rồi anh ơi. Chẳng hỏi là từ bãi gỗ đi về thành phố, chỗ bán gỗ bao nhiêu tiền? Uầy anh ơi, hôm nay bên doanh nghiệp em mới lấy được một cái taxi thôi anh ạ. Nên là anh thông cảm hộ em cái, anh đợi xe buýt đi nhá. Chứ bây giờ em mà vòng lên trên đấy đón về là giá nó hơi cao anh ạ. Cao là tầm bao nhiêu anh? 300 không? Dạ, nó cũng loanh quanh cỡ đấy đấy anh ạ. Không, em nghĩ là nó phải nhiều hơn đấy, nó phải loanh quanh khoảng 400 ấy. Dạ vậy thôi, để em đợi xe buýt anh ạ. Dạ, anh nhá. Ơ kìa. Mẹ mấy ông cái đéo giả tiền à? Mấy anh ơi, mấy anh giả tiền taxi cho em cái. Anh ơi. Anh bình tĩnh, từ từ đi. Em viết hóa đơn cho anh nào nhỉ? Dạ. Anh ơi, nhanh em còn chạy quốc khác anh ạ. Em viết hóa đơn cho ai nhỉ? Ôi, anh tóc trắng này anh trai ơi. Anh tóc trắng ID bao nhiêu? Anh gửi xe mà anh bảo tôi thanh toán làm sao ấy. Cho cái anh tóc ngắn với sao này. Được, anh ra đây gọi xe nhá. Anh ơi. Anh gửi cho em đi. Anh số bao nhiêu hả anh? Anh ơi, ID bao nhiêu hả anh ơi? ID ở đâu ta? Hình như 33 anh ơi. 33 à? Anh ơi, hết 82.000, à nhầm 82 đô hay lẻ anh ạ. Em viết bao nhiêu được nhỉ anh nhỉ? 82 anh ạ. 80 anh ạ. 80 á. À, 82, anh, 82. 82 anh nhá. Ok nhá. Anh xem nhận được hóa đơn chưa anh? Được rồi anh ơi. Anh thanh toán đi.
chắc cho đi đi ké về gara được không nhỉ? Dạ không ạ, em có khách rồi, em cảm ơn các anh nhá. Chồng em ra bãi cá luôn. Ra bãi cá. Khách, cho tiền đường đi em trai. Không. Ok à, rồi các anh đợi em tí nhá. Anh cho em ra bãi cá đi, không em không tính tiền đấy. Giờ ra tới bãi cá mới tính tiền này. Ok á. Bãi cá chỗ nào vậy anh nhở? Anh ơi. Đấy. Đây đây đây, chấm chấm rồi đấy. À dạ dạ rồi ok. Anh giờ anh lại thả em ở đây rồi lấy tiền đâu em trả. Ê từ 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 từ, em quên bật đồng hồ các anh ơi. Ơ, thế lúc này 82 đô anh thanh toán chưa? Giờ thanh toán này, giờ thanh toán này. Dạ. Anh cho em ngồi xe chứ. Anh chưa cho em ngồi xe, bắt em thanh toán rồi mấy em bổ à. Đấy là cái chuyện lúc nãy anh, bây giờ mình là cuốc mới rồi. Anh em nào ở đây có nước không nhỉ? Anh ơi, anh ghi hóa đơn chưa mà chưa về hóa đơn của em vậy? Cô chưa về à? Sao lúc nãy anh bảo là có rồi? Thế à, anh cứ nốt lại cho em là 92 đô nhá, xong rồi tí nữa đến đấy em cộng cả tiền này vào cho em viết cho anh một thẻ nhá. Vậy là bị lỗi rồi. Đây 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 rồi, tí nữa vào, đi vào đây em cộng thêm vào. Anh trai cho hỏi bây giờ muốn chạy taxi như thế nào nhỉ? Anh ơi, bây giờ có mỗi một cái ạ, mỗi mình em chạy. Thì anh hỏi giúp giám đốc công ty xem. Về em hỏi không có gì thì em bảo lại mọi người nhá. Ok. Nãy tôi tính tiền một lần đó, giờ tới hai anh tính tiền nhá. Không có tôi tính tiền đâu á. Anh à? Đẩy đào tới 30 mấy quặng. Thì ông nào đấy à, ông nào 30 mấy quặng nha. Để cho tôi đào được 13 quặng tính tiền. Ôi, đi chỗ này. Đi cuốc này được gần 2000 đô nhỉ. Ui, Hàn Quốc được 2000 đô cơ á. Căng ghê. Trong khi tôi có chưa tới 1000 đô. 2000 đô là ông nào được 2000 đô thì trả tiền đây. Đi. Rồi, cho xin hóa đơn ID 40 nha. Từ từ anh ơi. Taxi xin cái số anh này mốt gọi taxi luôn nha. Từ từ anh ơi, em chưa biết cái chỗ hóa đơn nó ở đâu anh ạ. Lỡ rồi cộng luôn tiền 82 đô luôn đi anh ơi. Này. Chôn xác đi xong nhé. Thì anh tính đi xíu là tôi tính lại cho tôi, nãy tôi thu được 400 thôi. Hai đồng. Anh lừa nhau thế. Người em thôi. Người em của mình nhớ. Hóa đơn nó ở đâu nhỉ? Tôi mới uống một bình hết mất tiêu rồi. Cấn tận tay nước thôi nào. Hình như chiến này free ấy nha. Thôi anh đợi em tí, anh đợi em tí. Em chưa thấy phần hóa đơn đâu cả. Câu cá thôi bạn ơi. Hết nước. Ô anh ơi. Các anh ơi, cái lúc này đã thanh toán đâu? Thôi anh đi hết cho tôi đi, nó chạy mẹ nó rồi. Anh toán là người ta kìa. Cái này 72 đô nữa với cả 82 đô là 160... Rồi, anh biết 170 đi. À, 170 hả anh? Ồ, ok, em cảm ơn anh nhá. Ừ. Nhưng mà từ từ em viết lại cho anh để xem anh nhận được hóa đơn đúng nhá, tại vì em sợ là không nhận được. ID bao nhiêu nhỉ? 40 anh à. Hay phải ID không ta? À. Anh cho tôi ra ké chỗ bán cần câu ngoài kia với. Dạ dạ, thế anh xem anh nhận được chưa? Rồi, thanh toán rồi đây. Ok. À, lúc này em vi hóa đơn cho anh tên là anh Lee SD. Rồi ơi. Đúng rồi. Ok anh ơi. Rồi, để tôi xử cái này cái. Ok, cảm ơn anh nha. Trời ơi. Đấy, bục cả mặt ra được mẹ đéo đến 200 đô ạ. Này thì ăn cứt rồi. Anh ai chạy luôn không anh? À, các nhà về thành phố à? Anh về đâu nhỉ? Em về thành phố anh ạ.
Anh ơi, bây giờ em nói thật là tình hình doanh nghiệp của bên em khó khăn quá. Sau khi mà chạy xong thì em mới thấy là em sắp chết với cả cái nghề này rồi. Nên là em xin phép là em báo giá cho các anh luôn, để anh nào về được thì về nhá. Mỗi anh 5 lốp về thành phố điểm bán gỗ các anh ạ. Ông nào giàu ở đây đi làm đi hay taxi anh ơi, em vừa mới chạy một cuốc từ thành phố lên đây, bấm đúng đồng hồ là 399 đô. Là anh 400 đô từ. Thì không, từ em đây về 400 đô một người các anh ạ. Em dạo, mua 100 đô một chai nước ấy, cũng được anh ơi. Anh ơi, em còn chai nước cuối cùng em uống cho anh xem này. Thôi thế thì em chắc là anh không cần đón em đâu, để em gọi lực lượng y tế đón em luôn. Vâng, thế có anh nào về không? 400 đô một người ạ. Còn không thì em xuống dưới đây có hai khách đang đợi em ở dưới rồi. Các anh nghĩ yêu kỹ chưa? Chạy về tốn xăng đi anh ơi. 400 đô một người thôi, đi về xe buýt thôi. Vâng, ok các anh nhá. 400 về thành phố bán gỗ xong rồi anh cho em lên lại gara 1 được không anh? Không được rồi. Anh ơi. Thì cũng tiện đường, kiểu anh lên đấy anh bắt khách luôn thì. Anh ơi. Từ từ anh ơi. À, ông lúc nãy ông chưa thanh toán. Alo. Anh, nãy em đứng ở cổng em gọi xe taxi. Dạ, anh đợi em tí, trên này nó đấm nhau to lắm em ạ. À anh ạ, nó đang lùi em vào rừng rồi. Tí em lấy được xe em xuống đón nhá. Dạ rồi. Vâng. Đây là từ đây từ bãi gỗ mà về là phải 400 một người. Không biết. Anh bị sao đấy? Chờ anh lâu quá, bạn em ngất ở đây rồi. Bây giờ anh xử lý như nào? Đấy, tại anh đấy. Sao lại tại em? Em ở đây bọn em chờ anh. Sao lại tại em? Ô. Ôi, ông mày có áo đẹp thế. Ô. Bây giờ gọi bao nhiêu đấy? 132 anh ơi. Chờ tí anh ơi. Chờ thì em báo giá anh rồi, các anh không chịu thì thôi. 400 vứt em lên gara một nữa em đi ngủ anh ơi. Alo. Anh ơi, ở dưới đầu bãi gỗ anh vừa gọi điện taxi đúng không nhỉ? Đây anh ơi, đi. Anh ơi. Đi. Nghe anh ơi. Anh ở dưới đầu bãi gỗ anh vừa gọi điện cho taxi đúng không nhỉ? Đúng rồi, ba chỗ anh ơi. Ba chỗ à? Anh ơi, em nói thật với anh là bây giờ trên này đông khách quá, em xin phép anh là 400.000 400 đô một người, anh có đồng ý không thì em xin đón. À, không, 400 đô một người, anh có đồng ý không? 400 trên này chốt 400 đô một người được không nhỉ? Đây là một luôn anh ơi. Anh ơi. 400 chốt anh ơi. 400 đô có mình em đi thôi này. À một mình anh đi thôi gì? Dạ vâng rồi, ok, để đợi em tí nha, xuống đón luôn. Còn anh em nào đi về nữa không? Taxi ơi. À hai người đúng không? Hai người à, mỗi người 400 nhá. À 8 lốp nhá. Vâng. Ok, đi lên xe đi anh ơi. Đi nào. Về nghỉ luôn không anh, tóc trắng ơi. Đánh được ấy. Chắc các anh làm gỗ trên này chắc giàu lắm nhỉ. Đấy anh vừa nhìn em đấy, em còn mất cả là đấy, chết khát chết đói. Sướng gì đâu anh. Tại anh không chịu uống nước, anh kêu cái gì? Ôi, anh không có nước mà uống, nghèo lắm, khổ lắm, giàu gì đâu. Anh nào vừa gọi taxi 4 lốp ấy nhở? Đây. Em thông báo là em chở chung các anh về một điểm nhá. Điểm ở đâu nhá? Chỗ bán gỗ nhá. Vâng. Bán gỗ à? Ủa, bình thường anh chạy là bao tiền cây anh? Bình thường em chạy là theo đồng hồ anh ạ. Em đi đường này cho nó xa nhá. Ok. Không nhờ đi đường này nó sẽ nhanh hơn các anh ạ. Tại vì giá em lấy các anh như thế rồi, 400 một người đúng không? Em đúng tính rồi, làm đúng sao đúng đường đúng nhanh đúng nhất, tiện nhất cho các anh thôi. Chứ còn các anh thích em đi đường kia cho nó sao được. Thôi. Thế thôi. Bí xăng. Tính ra anh mà đi xa thì không đi để thiệt anh thiệt xăng rồi giá không. Em lên á. Đường này nó xa hơn nhưng mà nó đi được tốc độ cao hơn. Trong cái trong phố em không dám đi nhanh. Công an dạo làm gắt lắm các anh ạ. Đúng. Lúc nãy nha, anh em chở một ông khách từ bên dưới thành phố lên trên bãi gỗ này. Anh biết người ta tip cho em bao nhiêu không? Sau khi mà em ngồi em kể về cái công việc khó khăn như thế này, ông tip hẳn nghìn. Ui. Ừ, mà ông ấy bảo với em là thôi cứ lên bãi gỗ đi, kiểu gì cũng có khách ở trên đấy giàu sộp lắm, kiểu gì cũng tip. Thế chắc ông mặc cái gì chứ không có ba lỗ đâu. Đúng rồi. Ông mặc con lửng áo ba lỗ giống các anh mà. Chắc hôm đó mới dưới quê lên ấy. Mày ông đằng sau biết ý đi nhá. À, thì biết rồi. Em xin cái số Momo để tí em chuyển luôn.
Ê, tí nữa các anh có đi lên bãi gỗ tiếp không hay là các anh sẽ đi làm nghề khác? Dạ không anh Tài ạ, à, em đi ngủ mà. Còn mình có bao lên lại cái giá nó hợp lý hơn không? Ui anh ơi, em nói thật với anh chứ tầm này khách đuổi không hết. Thật. Không phải tổn thương gì nhau đâu, nhưng mà đấy, đấy nó lại nổ rồi đấy anh ạ. À. Nổ âm âm luôn. Nên là tầm này em vớt khách ở trong thành phố xong em làm cuốc lên bãi gỗ nữa, giá 400 người ta vẫn đi. Có thêm một option nữa là 350 chui vào cốt nếu như anh muốn. Ủa thì sao anh không nhét em vào cốt? Ừ, nãy không nhét vào cốt. Nãy các anh không bảo cốt chỉ có một slot thôi. Bây giờ các anh xe rồi các anh ngồi với nhau trên này điều hòa mát rượi nói chuyện với nhau ngủ một giấc là đến thành phố phải thích hơn không? Chui cốt làm cái gì trong khổ thế? 50 đô. Tiền bây giờ nó là vấn đề rất lớn đấy em. Em khổ tí cũng được. Tiết kiệm được một tí và hàng nào hay một đấy nào. Nó lớn với tất cả mọi người mà anh không biết đâu. Sáng ra em vừa lấy xe, em vừa tai nạn đi sửa xe mất bao tiền. Thế là cả ngày hôm nay em chỉ chạy là bù lại tiền sửa chứ được đồng nào đâu. May là lúc ấy lên có ông tip cho 500 là cũng đỡ được thêm một tí, mua được chai nước uống. Ủa sao anh bảo tip 1.000? Ừ sao bảo tip 1.000 nhầm, nhờ. Em nhầm đấy, em nhớ nhầm, ông ấy tip 1.500. Ôi, là lớn nữa à? Ừ. Anh à, tí nữa trên này mình có cây xăng, các anh có ỉa đái gì các anh qua mua ít nước mà uống nhá. Tí nữa ngất ra đó. Vâng. Em chở khách đi xa nhiều cực nhá. Ngày em phải chở 4-5 cuốc khách đi xa. Mà cứ dừng ở cây xăng là khách vui lắm, khách toàn mua nước với cả mua đồ ăn cho em. Bảo thôi cứ ăn uống đi đừng ngại, anh em đi đường xa với nhau. Coi như huynh đệ. Anh Tài anh có ít tiền đấy không, em vay em mua chai nước tí xuống bán gỗ có tiền. Đúng rồi, em mua hết tiền đi của anh. Vâng, tại vì bọn em mới đi làm mà mới từ dưới quê lên đi làm mà nó có đồng nào đâu người. Anh có tận 1.500 cơ mà, đúng không? Anh có phải thật không? Bọn em mà anh ơi, bọn em viết hóa đơn cho khách. Ông đấy là khách sẽ thanh toán tiền về công ty, bọn em có được đồng nào đâu. Tip cơ mà, tip chẳng nhẽ là về công ty. Tip về công ty hết anh ạ. À. Trời ơi, công ty người ta thì quản lý hết. Thì sau này bên em mới đòi quyền lợi, tại vì khách tip là khách có ghi nốt ở đấy là tip cho anh Nhu Nhi. Đấy, thế là cuối tháng các bọn em sẽ được một cục tiền tip. Đây, điểm dừng chân đây rồi. Các anh có mua nước nôi thì các anh cứ mua thoải mái nhá. Em đổ xăng phát. Dạ dạ. Em vào đi vệ sinh. Đấy, theo người ta. Các anh nhanh nhá. Như... 2 phút nhá. Có ai có tiền mua? Có tiền mua nước không anh em ơi? Tiền mặt hoặc tiền tài khoản anh mà. Tài khoản được các anh ạ, tài khoản được. Em ơi. Tôi xin chai không tí. Xin hả? Không, đâu, mua được. Cho tôi. Bạn mua giúp tôi một chai tí. 50 đô một chai á. Thật ra chị ấy không bán cho tôi. Thật thế nhở? Chị ấy ảo thật đấy. 50 đô một chai bạn ạ. Tôi lỡ mua hết rượu rồi. Chết cha. Đắng quá mắc hết tiền luôn mới chứ. Tí tôi lại nhảy lên em đợi ngoài xe nhá. Em xin phép em viết hóa đơn cho các anh nhá. Mình không có số Momo để mình thanh đô như là tiếp riêng à? Tiếp riêng không có anh ạ. Cái này có chuyển tiền được không nhỉ? Từ từ xem. Số Momo của anh là 9, cái kế bên cái khung giờ. Đâu? À, điện thoại anh. Em 31 anh ơi. Ố, đưa tiền mặt được à? Đưa tiền kiểu gì đấy? À, mà nãy giờ chưa rút tiền. À, nó tính vào ngân hàng. Anh đưa thử xem đưa được. Không, em viết hóa đơn hơi mất thời gian. Phải có tiền mặt, phải có tiền. Ok. À, thế em viết hóa đơn cho anh nhá. Viết em 900 đi này. Em tiếp anh 500 uống nước. À vâng, em cảm ơn anh nhá. Uầy, một chuyến 5.000 được nha. Uầy, một chuyến anh được 5.000 cơ á? 5.000. Mau phát, lắm vậy. Đấy. Anh ơi, em xin phép viết hóa đơn cho anh nhá. Em viết bao nhiêu để hợp lý nhỉ anh nhỉ? 5.000, sao mình được có 4.000 nhỉ? À, thì anh cứ viết cho em đúng ra đã, rồi mình sẽ nói chuyện tiếp anh. Mấy anh phải gọi là lấy được gỗ lim cơ mấy anh mới lời. Ôi được mấy gỗ lim vậy? Được có 3 gỗ lim thôi. Em mới gửi hóa đơn cho anh rồi đấy. À vâng. Anh ăn bánh mì ơi, em viết hóa đơn cho anh bao nhiêu được nhỉ? Dạ ok anh ạ, ok anh ạ. Dạ ok là bao nhiêu anh ạ? Dạ anh cứ viết đúng giá là được anh. Dạ em viết đúng giá rồi đấy ạ, các anh ạ. Dạ từ từ để em xem thanh toán ở đâu ạ. Các anh tránh ra không có hóa đơn lại bay nhầm vào người này các anh này.
Dạ đúng rồi đấy ạ, xong rồi đấy ạ. Dạ vâng, anh chờ em tí ạ. Ok anh ạ. VAT 10% luôn á. Ui dồi ôi, VAT 10%, 140. Nha, cái tiền tiếp này tính thêm VAT nữa ta. Rồi, các anh em, tại vì ba anh trai rất là đẹp trai và thân thiện, em xin phép và chở các anh về gara 1 miễn phí nhá. Ui, tốt quá thế. Thế anh mình chắc là trao đổi ít số liên hệ để mình có việc đằng sau tí nhỉ? Dạ vâng, tí nữa thì có mình gì vừa xong việc trước rồi. Tí nữa thì có gì em sẽ chia sẻ số cho các anh ạ. Tính ra là ngày đi làm đầu tiên này là khá ổn đấy chứ. Ừ, khá chứ. Thế các anh khá chứ, em chả thấy khá gì cả. À thì okay. Em chưa nói hết câu, em gặp được một anh taxi tốt bụng, một đẹp trai, lái nhanh. Thế là... Nghe cũng an ủi đấy. Thế là sau đi đâu các anh lại gọi em nhá. Em gom sách em làm chuyến. Mà cái giá cớp mình là 350 đúng không anh? Cái gì anh? Cái giá mà làm trong cớp ấy. Giá 500 cốp à? Ừ đúng 350 anh ạ, nhưng mà em cũng chưa test thử xem là có chui vào được cốp không. Ngày xưa là có đấy, bây giờ thì phải để thời gian trả lời anh ạ. Thế ngồi nãy giờ không hỏi anh Tài tên gì nhỉ? À em tên Moi anh ạ. Moi à? Vâng, Moi Moi bằng Moi anh. Moi nhớ rồi, anh taxi Moi. Em gửi qua anh nhá. Đẹp. Ôi. Ôi. À không sao anh ạ. À, anh bảo trọng. Ôi. 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 Ôi, taxi. À đù, taxi này. Anh ơi. Mình anh đứng xuống đây tí. Mình cảm ơn anh Tài nhá. Cái duyên em thì em cũng có một ít gọi là vừa đi làm gỗ về, coi như là em gửi anh ít gỗ. Anh ạ, anh chia sẻ số liên hệ thì em mới đưa được anh ạ. À thế à? Vâng ạ. Rồi á. Đúng rồi, mình nên. À, anh Nhu Nhi. Vâng. Mà lại đúng. Là anh Moi. Dạ, ở nhà bố mẹ em gọi là Moi anh ạ. Còn họ tên trong chứng minh nhân dân em là anh Nhu Nhi anh ạ. Anh tránh nhà không xe đâm chết này. Anh em xin cái số luôn này. Xin mà lên Bảnh Nung bao nhiêu anh? Sao anh? Một chuyến mà lên Bảnh Nung là bao nhiêu anh nhỉ? Bảnh Nung á? Bảnh Nung là đâu nhỉ anh nhỉ? Nung là ở... Mấy Nung xa lắm cơ, 174 lần. Anh Moi, anh nhận được chưa anh? Dạ, em nhận được rồi, em cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh nhiều. Bây giờ... Vâng, em chào anh ạ. Vâng, chúc các anh ngủ ngon ạ. Bảnh Nung bao nhiêu anh? Thì tính trái được. Bảnh Nung à? Bảnh Nung... Bảnh Nung. À, lò Nung đúng không anh? Anh lên ngồi đi, em tính đồng hồ cho anh. Bao nhiêu đấy anh? Bao nhiêu đấy anh? Từ từ, anh đừng trả vội, từ từ. Anh tính thử là bao nhiêu để em biết cái giá tiền này. Anh ơi, làm sao anh tính được, nhưng mà loanh quanh nó sẽ dưới 100. Dưới 100 á? Ừ. Ta xem tiền. 100. Ủa, cô không để về mất 500 đô được ạ? Được, đi. 100 đi. Anh có thấy đồng hồ không ạ? Tôi không thấy gì. Anh không thấy đồng hồ à? Không. À thế à, ừ rồi, ok, không sao cả anh ạ. Yên tâm là dưới 100 anh nhá. Rẻ mà, trời ơi, chạy taxi rẻ. Cái đồng hồ anh dán lên hay là chạy được vậy? Cái dán lên hả? Đồng hồ em chạy được mà, anh buồn cười thật. Ủa? Chúng dán ta. Thật ra thì cái bề mới làm một chuyến đập đá xong rồi nè. Lỗ quá trời luôn. Dạ, yeah, một chuyến đập đá anh làm mất bao lâu? Một tiếng mấy. Đợi xe bus xong đẩy về xong rồi đi rửa đá các kiểu. Xong mệt, bị mệt nghỉ nữa. Rồi nghỉ chút mới rửa được đá. Thế, khổ lắm. Thế bán được bao tiền anh? Chưa biết, đi đâu mới biết được. Mà có giá là một cái quặng kim loại là 20 đô à. Anh phải hên cơ, anh đúng kim cương các kiểu nữa cơ. Có kim cương luôn á. Rồi anh ơi, của anh hết 98 đô rồi nhá. Ôi. Rẻ không? Dưới chấm thiệt nha. Rẻ thực sự luôn. Ôi, nhưng mà... Ủa, nhưng mà nếu mà anh tới đây rồi... Anh tới đón tôi. Không, em phải đi đón khách khác bây giờ. Anh đưa tiền mặt đây, anh viết hóa đơn nhỉ anh nhỉ?
Ủa khoan đã, thế dư chiều mình đi bộ vậy hả? Ủa thì tất nhiên, hoặc là anh có thể gọi taxi. Nhưng mà lúc đấy em không đảm bảo được là em có ở đây không. Hoặc là anh có thể... Ý là anh đợi xe buýt quá. Nhiều phương án mà. Ui, có xe buýt đây luôn á. Ừ. Tới đây luôn á. Ừ, nhưng mà anh thanh toán tiền cho em đã. Anh bật cười đặt em còn đi bắt khách khác. Chẳng biết ta. Em viết hóa đơn cho anh nhá. Ok, viết. Ủa nhưng mà... Taxi một chuyến thôi á. Ờ kìa, không một chuyến thì mấy chuyến. Anh book xe ra đây thì em chỉ chở anh đến đây rồi chứ anh buồn cười. Lỡ cho anh về đây. Ủa? Anh không vào bán à? Anh không vào nung à? Không, tôi tính gộp là đi nung với anh thôi luôn. Chứ... Không đi anh đi anh một chuyến không về là anh ra nhở? À, anh đi đâu nhỉ? Anh ra nhở? Cho em về chỗ bán đồ sắt. Bán đồ sắt à? Anh này anh này đi đâu? Nung xong anh đi bán luôn này. Nhưng mà từ từ anh thanh toán nốt cho em cái tiền taxi lúc này đã. Xong rồi em đợi đây, anh. Đây. Được chưa? Anh chắc là đợi lắm đây. Đợi tí đi bán luôn. Từ từ quay qua đây bảo. Bảo các bạn luôn là tại vì taxi đang giá theo chính quyền tính thì nó đang hơi bị sai. Cho nên là xin phép các bạn là nếu như các bạn bán xong là đi ra chỗ ẩn, các bạn lung xong đi ra chỗ bán là tôi lấy 200 đô một người nhá. Từ từ, chú nghĩ đã. Sai từ. 200 đô một người hả? À xin lỗi các bạn, 100 đô một người, tôi tính nhầm đấy. Ừ, 100 đô một người thôi. Hạt rẻ. Rẻ mà. Bạn đúng đấy. Mà anh phải chờ đấy cơ. Ừ, tôi đợi, tôi tính ở giá đợi vào đấy rồi. Ngậy, 100 nhanh lên nhá. Nhanh lên nhá. Thế là với nghề này khổ để em chịu được. Thế từ chỗ bán đồ sắt lên chỗ đào đá hết bao nhiêu tiền anh Giai? Từ chỗ bán đồ sắt lên chỗ đào đá. Em lấy anh xem nào. 300 anh ạ. Ok Dài, thì em đưa anh 500 anh cho em ra chỗ mua kích quốc luôn nhá. Ok anh không vào nung à? Em nung em đợi xe buýt nãy giờ lâu quá em gọi taxi đi cho nhanh. Dạ ok anh. Em đi anh đợi tí nhá, hai anh kia nung xong em trở ra nhá. Anh Dài có làm việc lâu không để em xin số điện thoại, có gì em gọi em đợi xe buýt lâu quá. Em chắc là làm lúc nữa thôi chứ em thấy làm cái nghề này trầm cảm quá anh ạ. Chả kiếm được bao nhiêu mà đói dã man nhá. Em đi đào đá 2 tiếng nãy giờ chưa ra một đồng nào anh Giai. Ui giời, anh sắp ra tiền làm gì nữa, bây giờ anh chỉ đi bán thôi anh ra tiền rồi. Còn em này cả tối nay em chạy chả được tí nào, may nãy có khách vừa donate cho hai chai nước với cả hai hộp bánh thế này, em sống được qua ngày. Anh còn được ngồi trong xe có điều hòa các thứ đấy, em đi làm mồ hôi một cái nhẽn ạ. Ui anh ơi, em lái xe đau hết cả tay rồi. Nãy giờ em làm mấy vòng cuốc gỗ, cuốc đá các kiểu, thở được tí nào. Xong chưa nhỉ? Các anh xong chưa nhỉ? Chưa, cậu ơi. Nung 400 mấy giây anh ơi, để xíu đi. 400 giây á? Anh tính nhiêu tiền nè? Một giây là anh tính cỡ 50 cent đi. Trời ơi, em không nghĩ là nó lâu như thế luôn á. Thì anh bảo anh đợi mà, làm nghề anh phải có lương tâm đúng không anh? Lúc này em có tâm thôi rồi, em hết có tâm rồi. Đăng anh. Anh ơi, em không thể đợi được, em chết đấy. Em xe em chạy mẹ chết không ở đây à. Anh ra cho em về chỗ đấy trước nhá. Anh đừng. Chị Loan. Vậy chắc hai được. Anh này bỏ em rồi. Sao mà xe chắc hai được. Có hai đu lên. Sao lại chị Loan nhiều dâu thế. Trời ơi. Là chị của em ấy. Chưa hoàn thiện anh ạ. Cảm giùm em đi. Trời ơi. Chị Loan, chị có đi taxi à? Không? Chị cứu em một cuốc đi. Hôm nay ế lắm hả? Sao nãy giờ em gọi chết mẹ luôn, không ai bắt trả lời luôn ấy. Trời ơi, chị gọi chết đi, mẹ luôn mà em cần, cái lúc em cần gần chết, không có ai trả lời hết. Em đi đón thì xa mà cuốc thì toàn gần luôn á, mà mỗi mình em chạy em khổ lắm. Chị Loan cứu em đi. Bây giờ chị Loan ơi, chị Loan ủng hộ taxi đem đi xe đạp về. Ủa? Nhưng mà xe đạp của tao mà. Thì chị ủng hộ anh này đi. Bây giờ mà anh chở em lên chỗ 572 là bao nhiêu? 572? 572 là chỗ nào chị Loan? Chỗ bán ấy. À chỗ bán à? Chỗ bán em lấy 200 thôi. 200 á? Ủa sao nói tôi sao đấy anh bảo anh nhận của em có 100 thôi mà. 100 mà. Em nhầm 100. Em xin lỗi, em nhiều khách em bị loạn á. Chị Loan ok không? Anh hay nhầm nhỉ? Anh hay nhầm ấy à? Ok.
Thế thì chị Loan đợi chị đi, có anh chọc ở trong kia, anh chọc ở trong kia, anh còn đang nung nữa cơ. Vậy là nếu mà hai người là mỗi người 50 đúng không anh? Trời ơi, thôi được rồi, anh chị tí nữa đợi xe buýt đi, em về đây, em mệt lắm rồi. Thôi, về đây em kể cho anh chị một câu chuyện nhá. Lúc đấy em không biết giá, em chở khách từ đúng trung tâm thành phố lên bãi gỗ. Anh chị biết em lái xe mất 15 phút không? Mà anh chị biết là hóa đơn được bao nhiêu tiền không? Được có 400. 400 mà 3 khách ngồi, anh chị thử nghĩ xem có đáng không? Là từ thành phố lên tới bãi gỗ. Ừ, em đi mất 15 phút đau hết cả tay luôn á. Quá đáng nhỉ. Ừ, cái giá của taxi này bên thành phố đang để sai rồi. Anh chị một nhá, anh chị đi làm đá, làm gỗ. Một tiếng anh chị kiếm được phải 4-5 nghìn tiền. Anh chị cái biết gì vậy? Em lái cái xe đá này nào? 2 tiếng được bao nhiêu? Được 3 nghìn. Đá nào anh ơi, đá nào lộ đó trời, đá này. Đá này đá nào? Đá này em lấy được 1 ngàn mấy. Ngàn mấy đâu, ngàn mấy. Thế thì anh chị phải đi làm gỗ. Nãy có ông vừa đi làm gỗ một chuyến được 5 nghìn. Trời ơi. Tiếng làm đá được bao nhiêu tiền? Nói anh này nghe đi, hai thằng làm chết mẹ. Đâu, làm gì được bao nhiêu? Tiếng làm là em với thằng Xòa là làm được hai thằng cộng là 3 ngàn 2. Làm chết mẹ luôn. Bằng hai chia hai đứa được 1.6 này. Hai thằng làm 1.6. Đúng rồi. Chết mẹ, em đi làm đá đây, làm nghề này khổ hơn rồi. Đi làm đá được nhiều tiền hơn. Làm đá một tiếng, lái taxi một tiếng đéo đâu 1.000. Lại từ từ à? Anh chọc đồng lâu ấy nhờ. Anh để em xíu đi. 200 giây. Thế sao không đi làm gỗ nhỉ? Thế lúc nãy em vừa chở, nãy em chở 3 ông khách về bán gỗ. Một ông được 4.000, một ông được 5.000. Một ông được bao nhiêu em không hỏi. Sao nhiều tiền thế nhờ? Em xin mỗi anh 100 nhá. Thôi con em, con thế thôi em quyết định mà nốt chuyến này em đi làm gỗ ấy. Ừ, làm gỗ đi, trời ơi. Từ từ anh đợi xíu nha. 10 giây. Lại đợi gì nữa? Đi đi. Đi anh ơi, xe hết chỗ rồi. Còn cốp nhưng mà cốp này là em tính thêm 50 đô nhá. Tại vì em mà chở công an bắt em. Ừ, công an bắt em là em chết đấy. Đừng. Riêng anh là 150 nhá, anh tên gì nhở? Khâu Xò. Anh Xòa đúng không? Rồi, anh Xòa 150 nhá. Anh nhanh đi. Đúng rồi, không, chú cốp là được ghế nằm mà phải cao tiền hơn cái ngồi của ta chứ. Dạ. Ồ, nhưng mà anh tính là anh giàu nhất cái thành phố này, anh có chiếc xe hơi rồi ạ. À. Anh ơi, mẹ được cái mã thôi, khổ bỏ mẹ đi. Anh có biết em gánh trên vai một đống nợ không? Em mua cái xe này em phải nợ đấy anh ạ. Người ta bắt em giả trong vòng 1 tháng. Mà 1 tháng anh biết bao nhiêu tiền không? 2.500.000. 1 tháng anh kiếm được 2.500.000 không? Anh nghĩ đi. Vậy là bên anh là chỉ có một mình anh là chạy thôi đó hả? Thì tạm thời còn có mỗi mình em à. Em đã lấy được thêm xe đâu, lấy thêm xe mới tuyển được nhân viên chứ. Anh có tiền xe đạp không? Em có xe đạp trước cửa kìa. Xe đạp thì anh lấy ở đâu ra đây? Em chờ ông có mấy thằng giang hồ cầm súng ở bên khu giang hồ rồi đó. Nó cầm súng nó cút ra nó bắn em lủng cái tay rồi nè hên đấy, em lại em quẹo kịp. Thế mà anh lên tận đấy anh lấy được trộm được cái xe đạp để anh đi làm. Em đi bộ cái khu mà 121 đấy. Dã man thật. Anh ơi, anh đếm cho em từ 1 cho đến 3 được không? À. Xong rồi anh ạ. Ok. Đi anh ơi. Bỏ đi. Lâu quá anh ạ. Đi anh ơi. Trời ơi, vợ con đang ở nhà. Anh ơi, cơm anh ơi. Em nói thật với cả các anh, như em ngồi đợi cái cuốc này em phải chạy được thêm 2 cuốc nữa mẹ rồi. Alo, lẹ đi, nói kìa. Nhưng mà con ông kia. Người em vội lắm rồi. Lương tâm em không cho phép. Bây giờ 30 giây nữa là 30 giây nữa em 50 đô nữa, chịu không? Ông hỏi chịu không? Chịu không đi á. Được đúng không? Giờ tất cả 200 đúng không? Rồi. Bây giờ thêm 100 nữa đi. Không em không đợi đâu, em đi này. Bây giờ ông kêu là 250, chịu thì ông đợi. Tất cả. À nó chịu rồi anh ạ. À ok, em đợi được. Anh nghe muốn nghe tiếng nhạc không? Em nghe bài nào nó thanh tịnh chưa nè. Ok. Mà trên xe anh mở cửa sổ được không anh chứ? Anh lỗ thôi. Quanh năm suốt tháng bạn bè đi du lịch, còn tôi cứ ngồi lì một chỗ ấy. Mặt trời vừa tinh ra, nền nhà tường xăm ngã, đặt mình vào bộ chăn gối. Đã một mạch đến tôi. Cái gì? Ông hoàng đánh giọng đây. Mẹ. Con mẹ. Thôi quá. Trời ơi, xe người ta kinh doanh. Mẹ. Ông bà vừa đánh dập ấy. Anh nào ấy? Anh hay chỉ quá à. Anh hay chỉ ghê luôn, anh giả bộ quá, anh diễn thôi. Chị Loan. Cái gì?
Bây giờ xe thối đấy, 300 đô chị có đi không? Không thì chị đi xe đạp. Bây giờ bán một lời mà nói chuyện với đàng hoàng đi. Sao bây giờ tôi không chấp nhận cái điều này? Điều này là chị đi xe buýt đấy, không đi 300. Không. Nhưng mà tôi lại lẽ. Anh ơi. Quay làm sao đây? Hỏi là làm cái nghề này. Ờ đi. Rồi ok. Mời anh thêm 100 đô tiền kính nhá. Có gì anh thương lại nhau. Không phải đâu anh ạ, mùi thối quá, bọn em phải đập kính ra cho đỡ mùi anh ạ. Chỉ lo ngay. Mình giàu ơi. Hồi nãy là đào đá là mồ hôi nát là nó gan nó chua dữ lắm rồi, bây giờ thêm cái mùi thấm nữa. Chị lo ơi. Gì? Mình giàu ơi. Giàu gì? Mình nung nó được 110 nhôm luôn. Nhôm á? Ừ. Nhôm bán 40 đô đấy. Đồ quá à? Được cái mày nhờ. Mày có khai đi chú mẹ được đâu. Tớ ơi, nhâm, tớ. Mười một nhôm. Không được. Ai, lúc này nha, chị Loan đánh giấm là 300 này. Anh là đợi lâu 250 này. Còn anh chọc với cả anh còn lại là mỗi anh 100. Em thống nhất giá rồi đấy. Đúng rồi. 250? Đúng rồi. Đúng rồi, 250. Có anh làm chứng thì anh thì xuống mẹ đi này. Anh xuống không? Đi. Thế anh em phải rõ ràng ngay từ đầu, anh đi sửa giá thế. Ông ơi, này em nhìn nhầm, nó 11 nhôm mà. Ừ, nhầm mà, chứ lại nhầm là nhầm thế nào được, làm gì có chuyện nhầm vô lý. Chuyện nhầm là chuyện của anh. Nông cái 18 quận mà, 498 quận, sao ra được trăm mấy được. À, tiệm kính nữa, hai anh đập kính, mỗi anh lốp nữa. Em không biết đâu, này, em phải đi sửa, tự nhiên em chở khách lại còn mất thêm cả tiệm kính. Giờ hết. Tính ra là mấy cái nghề này cân bằng chứ, tính là làm cái này đi taxi không là quầy vốn luôn á. Không là đồng nào luôn. Quê đi mau em. Anh bao giờ anh lái taxi bị khách đập kính bao giờ chưa mà anh hiểu? Hồi trước khi anh lái taxi bao năm rồi. Anh thông cảm cho em thì kính em có lành lại không? Ủa, chuyến đi chuyến này không 250 hả? Xe nó bốc mùi quá nên phải đập chứ. Rồi, anh cho xin tiền đây. Anh em mở cốp cho em ra. Ông từ từ đã, Anh ơi! Anh ơi, viết hóa đơn ra, em còn đi. Đúng rồi, cái anh này trúng dữ lắm. Loan, để chị đưa tiền mặt đây. Chị đưa tiền mặt hay là chị muốn viết hóa đơn đây? Thôi em đưa tiền mặt được. Dạ, em số 31. Cái không? Của em là 250 đúng không? Dạ, của anh 200. Của anh 300. Anh đánh rắm. Không. Trời ơi. Rồi, 250 được. Anh nhanh nhanh, em có đi đón khách, trời ơi. Ui, mùi này quen lắm này, mùi của anh chị Loan sao ấy. Alo. Các bạn ơi. À, chuyển khoản được không ấy à? Trời ơi, em viết hóa đơn cho chị nhá. Ờ, hơi hóa đơn đi. Anh tài xế, may mắn ơi, cưới chứ. Mày này thì nhôm mày giàu rồi. Rồi, này. Chị thanh toán cho em đi. Trời ơi, nhìn nhầm một cái. Cảm ơn nhá. Khi nào em cứ cần là em cứ gọi, ở đâu anh nhờ? Anh cảm ơn, anh thanh toán đi đã, anh cảm ơn gì? À. Lo ra đừng đi, con. Anh có giả luôn cho bạn trong cốp được không? Không. Có. Trời vui vậy, nhìn nhầm mà. Ủa hồi nãy 250 mà tao nhiên quá được 300 vậy. Anh ơi, VAT nữa. Trời ơi, 330 luôn rồi. Mở cốp anh ơi. Anh ơi. Từ anh em anh... đang tìm cái cốp ở đâu, anh đợi tiếp không? Từ nút ở dưới chân ấy. Đây anh. Ôi anh không ra à, nằm đây luôn à. Từ xem được nhỉ? Anh ơi! Chỉ cái gì đấy? Anh ơi, anh tóc đỏ, cho em xin 100. À, anh tiền vợ kính nữa, 200. Vợ kính đâu, tại do xong xe nó bốc mùi quá. Anh ơi, bây giờ kiểu gì em chả phải đi làm lại kính. Okay. Anh chọc ơi! Sao làm được? Ok á. Ra được anh. Anh ơi. Anh có cần em mang qua bệnh viện để gỡ anh ra không? Không ra được thiệt. Ok à. Thường là phải vậy. Anh ơi, anh giúp em lôi ông này ra cái được không? Tôi hỏi từ trước chứ bây giờ. Anh ra không phải tính tiền taxi cho em nhá. Ok à. Bây giờ hồi trước tới giờ anh đã tấn người nào chui vô cốc anh chưa? Chưa, đây là lần đầu luôn á. Anh ơi, nhưng mà anh rút thử điện thoại ra xem nào có rút được không đã.
lên. Được nè. À được à, thế thì anh chọc ơi, anh tránh ra để em viết hóa đơn cho bạn này thanh toán trước đã. Ok anh ơi. Ờ, của anh là 250 đúng không nhỉ? À vâng, đúng rồi, như là vậy. Đi xuống chắc là như thế. Sao ra không được nhỉ? Chị Long anh ơi, ra thanh toán xong đi mới ra được. Có vậy luôn à? Anh ơi, em xin phép viết hóa đơn cho anh cả nhau. Ok, anh ra ơi. Chào mày. Ủa sao? Ui gì đấy? Đám người kia. Cái gì đây? Ờ. Anh chờ trái vậy, anh tính cướp taxi hả? Rồi đấy anh ơi. Anh ơi, cho em xuống anh ơi. Còn anh nào chưa thanh toán hóa đơn nhờ để em còn đi chở khách các anh ơi. Anh ơi, cho em xuống anh ơi. Hello. Anh ơi. Đây. Cho mặt quá. Anh ơi. Còn anh chọc anh chưa thanh toán nhá. Anh chưa viết hóa đơn cái tôi mà. Thật sự là em chưa nhận được hóa đơn anh ra. À thế à, thế em bị nhầm đấy. Đây anh về đây, anh đi về đây được. Ok anh ơi. Em đi về đây, có hơn cao chưa? Ô anh chọc với anh không thanh toán hóa đơn à? Ờ, anh viết hóa đơn của tôi đây. Có 100 đô như vậy. À thế à, em nhầm đấy. Tại đây em viết cho anh kia xong rồi anh tự nhiên anh bị dính vào ấy. À, không sao. À không sao hả? Thế anh thanh toán luôn đi. Ừ em cảm ơn anh nhá. Ê, chào cả nhà nhá. Để ra cho em ra chỗ mua cuốc đào đá với lên chỗ đào đá với. Ra chỗ đào đá với cả. Đâu đi mua cuốc trước xong rồi lên chỗ đào đá. Ok anh trai. Để anh ra chốt với em là 500 rồi nhá. Ok anh trai. Có khách yêu nào lên bãi gỗ không nhỉ? 5 lớp lên bãi gỗ đây. À các anh vào mua đồ đi, mua đi em đợi. Có khách yêu nào lên bãi gỗ không nhỉ? Từ chỗ này lên bãi gỗ bao nhiêu bác tài ơi? À 5 lớp anh ơi. 5 lớp thôi. Vâng. À có khuyến mãi cho người mới vào thành phố không ạ? Dạ, giới thiệu với cả anh là em cũng mới vào thành phố ạ. Mới vào thành phố mà có xe taxi rồi. Thôi anh ơi, em nghĩ lại rồi, thôi ạ, xe hết chỗ rồi, em cảm ơn anh nhá. Bắt tài. À, vì thế thì mẹ lao cụ xuống vực mất. Đi về xe buýt ba đây. À nhầm, đi ừ đúng rồi, đi về xe buýt ạ. Có khi bây giờ phải kết hợp thêm một số dịch vụ khác. Bây giờ nhá, mọi người đang di chuyển rất là khó khăn. Cho nên là tí nữa tôi về công ty tôi sẽ rút hết tiền ra để tôi mua đồ ăn thức uống tôi chất vào trong xe. Sau đấy là nếu như mà mọi người có muốn mua thì tôi sẽ bán lại luôn tại chỗ. Trời ơi. Tôi bán giá 75 đô thôi, cỡ đấy. Anh ơi, gọi taxi ạ. À, đây, đúng anh ơi. À, em gọi taxi. Anh đi đâu ấy à? Anh cho em vào trung tâm thành phố, em vừa đi câu cá thôi anh ạ. Đây. À, thế à. Anh ơi, nhưng mà bây giờ em lại lên trên bãi gỗ có ít việc. Em ship đồ khách hay xong anh chịu khó ngồi đợi được không? Nếu không có tí nữa không có taxi về đâu đấy. Nhưng mà nếu thế thì cái quãng đường là phải tính từ bãi gỗ về à? Không, anh yên tâm, em tính từ đây về, anh về trung tâm thành phố à? Vâng, em báo giá anh luôn nha, 2.5 lốp. Ok, anh lên xe đấy, nhưng mà anh phải đợi em vòng lên bãi gỗ nhá. Thế, thôi được rồi, thế tôi bắt đầu tôi ngồi đợi này, anh phải giảm tôi một tí chứ. Thế thì anh xuống đi. Thôi, thế thì gì? Ok nhá. Uầy, tôi thấy từ nãy giờ anh chạy có vẻ được nhiều cuốc hay sao, trông xe bẩn thế. Anh ơi, tôi khổ lắm anh ạ, tôi chạy 2 tiếng anh biết tôi được bao tiền không? Được bao nhiêu anh? 2.200. Cái gì? 2 tiếng 2.200 á? Ừ. Đấy là tính cả tiền lúc nãy có khách sộp tiếp cho rồi đấy. Ồ, thế thì tôi nghĩ anh nên bỏ nghề. Thì đây, tôi đang suy nghĩ đến cái việc bỏ nghề đấy. Ờ...
cái xe này lúc nãy tôi đứng nghe lỏm rồi, anh mua xe này giá nó cũng chát đúng không? Ồ, mà tôi không hiểu sao chính quyền thành phố tính kiểu giá xe đắt vãi trưởng ra. Nhìn là tôi thấy là tôi chết luôn rồi đấy. Thôi bây giờ như này, đằng nào thì anh tuyên bố phá sản luôn. Anh giả xe cho chính quyền, anh đi làm cá với tôi, kiếm hơn. Ồ, nghe nó hợp lý đấy nhở. Nhưng mà làm cá thì anh đi xe buýt đi làm à? À vâng, thì lúc đầu không có vốn thì mình đi xe buýt thôi. Nhưng mà làm một tiếng, dư tiền. Dạ, làm một chuyến anh kiếm được bao tiền đấy? Tôi tính đơn giản là làm một tiếng. Rồi cả tiền đi câu, tiền thuê thuyền. Rồi mình mất công, mình câu một tiếng đồng hồ. Về sơ chế, đóng hộp, các thứ mình mang bán. Một tiếng tôi được 2.500. Ôi giời ơi, thế thì anh thua mấy ông chặt gỗ. Lúc nãy em chở một cuốc ba ông chặt gỗ về bán một tiếng, một ông được 5.000, một ông được 4.500, một ông em quên mất không hỏi. Ủa, chặt gỗ kiếm thế cơ á? Ừ, anh chưa thử đúng không? Chưa anh ạ. Em lại giới thiệu với anh đấy, rất may cho anh là anh lên bãi gỗ với em nha, tí anh lên xem đông như chảy hội. Ồ, thế là bảo sao bãi cá vắng hoe anh ạ. Ừ. Đấy thế, thế là anh phải giả cho em thêm tiền, anh vừa được thêm kiến thức ấy. Ok, anh cái đấy là anh em mình chia sẻ với nhau. Ví dụ tôi làm cá tôi kiếm được bao nhiêu tôi chia sẻ với anh đúng không? Tôi có thu thêm tiền đâu. Ok đấy, anh em mình hỗ trợ nhau gì đâu mà. Anh chứ gì đã nghĩ đến chuyện tiền rồi. À không, tôi nói vu vơ thế. Anh cho thôi. À không, yên tâm, tôi vừa làm được như thế chẳng lẽ tôi không bò được cho anh một ít đúng không? Thì đúng rồi, trong mặt anh phúc hậu thế cơ mà. Trời ơi, không những sáng sủa mà tối còn sủa cơ mà. Anh là chó à? À không, anh buồn cười, ý là bảo buổi tối là tôi vẫn sáng sủa. Anh hiểu đi đâu thế à? Anh thì bảo tôi là chó à? Không, tôi thấy anh bảo anh sủa, tôi tưởng anh là chó. Sáng sủa ở đây tức là kiểu mình rửa mặt các thứ nhiều thì nó sáng sủa. Anh khổ quá, tôi quê mới lên. Thì anh quê đâu đây? Tôi quê ở Cao Bằng, anh quê đâu ấy? Tôi ở Cairo anh ạ. Cairo là ở Ai Cập à? Vâng. À, anh có hay vào kim tự tháp chơi không? À không, chỗ đấy ngày xưa tôi xây dựng mà. À thế à? Kinh thế nhở? Ngày xưa tôi kéo đá kéo gỗ để tôi xây mà. Ồ. Anh giới thiệu với anh nhá, tôi là Mohamed. Mohamed Lê Khôi, tôi biết anh rồi, nãy tôi gặp anh đấy. Ở bên Canyoner rồi. Đúng rồi đấy. Đấy, ngày xưa bên đấy tôi cũng làm việc chân tay nhiều. May tôi cần trô được đấy. Tôi đang định kể thêm mà anh lái xe này nguy hiểm quá, không đây, kể nữa. Tôi giới thiệu với anh trên này cực đông luôn. Luôn có khách yêu chờ sẵn. Đây anh, đây là khách yêu đấy. Quả sao vắng thế nhỉ? Hình như nghề này như lỗ vốn hay sao, người ta không làm rồi. Anh ngồi xe ngồi mát tí, tôi đi ship đồ khách cả nhá. À vâng, thế anh để tôi chìa khóa, tôi bật điều hòa. À không, anh yên tâm, xe vẫn lổ mà. Ủa sao vỡ kính chứ à? À vỡ, anh vừa làm vỡ à? Không anh, tôi thấy vỡ trước này đây, con vết còn nguyên đấy. Đâu nhỉ? Chết rồi, khả năng cao rồi. Bị lừa rồi, anh ship cái gì lên đây? Tôi ship đồ ăn anh ạ. Ôi dồi, thế thì anh biết là dạo này là người ta boom hàng nhiều lắm. Ok, sao gọi không nghe luôn nhỉ? Tôi biết mà, trời ơi. Tôi giới thiệu với anh nhé, dạo này đang có một cái diễn đàn người ta hay mở ra mấy cái bài bóc phốt. À, hay có mấy bài là bùm 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 bùm, hàng mày thì cho đó mua. Đấy, okay. Nghe em xem. Thế thôi, gọi người ta cũng nghe thật anh ạ. Kìa, bùm rồi, bị bùm rồi. Alo. Có ai là con đây? Alo ạ. Anh ơi, em ship đồ đến rồi anh ạ. À vâng, anh em cho em một xíu nhé, em đang đi xuống ạ. Vâng, ok. Vâng, ok. Ai nhỉ? Ok. Anh ạ, có nhu cầu về thành phố không nhỉ? Anh có cái con đường này khó chở lắm, có chở được không? À, 4 lốp một người về thành phố đến điểm bán gỗ luôn. Anh nào mà có đi thì báo em nhá. Em sắp xếp chỗ à, nhá. Em định nhờ anh chở tới đây một nơi. Nơi gì? Điều đấy. Vào team em. Ờ, thế à? Trông team em có vẻ ngang trái lắm, anh không thể vào được. Em gọi xe khác nhá. Anh ra có xe buýt lên đón, xin phép anh tôi về trước nhá. Ok à. Đợi anh hút thuốc lâu lắm. Anh nhận tâm đấy. Thôi được rồi, anh về thành phố đi. Anh về bằng xe buýt đi nhá. Tôi đứng đây tôi đợi khách tí vậy. Thôi tôi nói thế, chẳng lẽ tôi lại đi được giá với anh, bây giờ tôi lại về trước thế đúng không? Ừ, thế thì anh lại đợi tôi hút được thuốc nhá. Vẫn đợi à? Ừ, vừa với châm anh buồn cười, đang dở mồm. Thế tôi đi xe buýt về đi. Ừ, ok anh. Thế nhanh nhá. Suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi.
người ta mới đi chứ. Nhưng mà xe buýt chở đến cái điểm bán cá là hơi lâu ấy nhá. Ông tôi về thành phố, tôi không cần về chỗ ăn cá. Tôi về trung tâm thôi. Thế được rồi, tôi hút nốt điếu thuốc rồi tôi về xe không vậy? Ờ nói thế, chẳng lẽ tôi lại bỏ anh? Thế thì anh đợi tôi hút điếu thuốc nhá. Vẫn hút à? Thì được, ông để anh đợi đi mà vừa châm đang dở mồm. Đây là xe buýt nó đợi tôi rồi này, anh thấy không? Đấy, này. Bạn tôi chạy lấy đồ cái. Anh dập điếu thuốc nhá. Này thế tôi đi này. Tôi đi thật đây này. Tôi đi đấy nhá. À đây, tôi. Anh chắc chưa? Này tôi hỏi anh lần nữa, anh chắc chưa? Tôi đi thật đấy. Này tôi quay bước tôi đi luôn đây này. Này tôi đi này, không tiếc à? Tôi lại đi. Giả vờ tiếc một tí xem nào. Thể vẫn hút thuốc ạ. À. Ôi, lại đi xe buýt à? Đi taxi đi. Anh... Đấy, tôi... Anh giảm tôi 50 đô, anh lấy tôi 2 lốp đây. Đấy, anh thấy không? Người ta giục tôi lắm rồi. Rồi, 200, ok. 200 nhá, ok. Thôi ông ơi, ông đi mẹ đi, không cần đâu. Anh tên gì đấy, lần sau là anh là khỏi lên xe buýt nha. Tôi là tên là Hoàng Nam Tôn. Tôi nhớ mà anh rồi đó. Ok. À, 250 nhá, này anh em thỏa thuận nhau rồi. Ok, anh vừa bảo giảm tôi 50 mà anh. Bảo lúc nào, có ai nghe thấy không? Anh ra hỏi anh ra tóc trắng ấy, anh nghe thấy không? Anh... Anh tóc trắng ấy. Sao đây anh? Anh ngày vừa rồi giảm tôi 50 đô là còn có 200 về thành phố anh nhỉ? 200 về thành phố? Vâng. 200 về thành phố, anh hỏi thử xem là lúc nãy tôi đón 3 khách, mỗi khách tôi lấy 400 từ đây về thành phố. Nhưng mà mối quan hệ của tôi với anh nó khác. Quan hệ của tôi là đón gần hơn, tôi phải đứng lên đây đợi anh mà. Anh Giai sắp về thành phố chưa? Ở đây, đang chuẩn bị về đây. Anh Giai về đi, chưa? Đi luôn. Mình về là mất tiền rồi. À, về 400, ra đến tận chỗ bán gỗ luôn. Ok anh Giai. Ờ, ok nhá, về luôn nhá. Có ai về không nhỉ? Tôi có ra chỗ bán gỗ đâu, tôi về trung tâm mà. Thì tôi đưa anh về trung tâm xong đi ra chỗ bán gỗ, anh buồn cười. Anh có đi không? Đi chứ. Ờ, ok, về nhá. Quay về thành phố không nhỉ? Chuyến cuối về thành phố này, chuyến cuối này. À không, anh đi nhá. Ui, em gái này khả năng là làm chậm về này. Ờ. Em gái ơi, có về thành phố không? À không, đây là vợ em. Ồ. Ờ. Ui. Ồ. Ồ gì? Thành phố mới được có 2 ngày đã có vợ. Tí nữa làm một vòng nữa lên đây là nó có con rồi đấy, nhanh lắm. Tí lên nó khi nó lên chức ông ấy chứ. Dễ nhỉ, nên làm người gỗ có cả vợ luôn. Ok, đi đường kia về gần hơn anh cái. Anh ơi, đường này gần hơn. Đi em... đường kia gần hơn anh. Em kinh nghiệm chở bao nhiêu khách rồi. Buồn cười thật. Chỗ này là phi thẳng về chỗ bán gỗ luôn. Ok, về trung tâm thành phố trước mà. Anh ngồi đã ngồi với em cả buổi rồi, với anh ngồi với em đi chở khách ra bán gỗ thì làm sao? Trời, mất công mất việc với anh thật sự đấy. Anh bây giờ về thành phố anh làm gì? À, về thành phố rồi tôi sẽ đi làm nghề khác, tôi học thêm nghề khác. Thêm nghề khác? Đúng rồi, vừa rồi là tôi thử cái câu cá là tí nữa về là tôi sẽ thử đi đào mỏ thử xem như nào. Nãy giờ tôi thấy anh nói chuyện cũng có vẻ có hợp với nghề báo hết nhỉ? Nghề gì anh? Nghề làm báo, viết báo. Thành phố mình làm gì có nghề đấy. Đập phá rồi. Có khách yêu nào về thành phố không nhỉ? Học xe rồi, chở được hết không anh? À không, còn 2 suất, mỗi suất 400. Có khách yêu nào về không nhỉ? Ờ, xe hỏng này phải 600 một suất anh ơi, 600 một suất. 600 một suất. Em lên đây ngồi được không bác tài? Không, xuống, hỏng xe. Khóa cười nhanh tí nhỏ. Kìa bác tài. Có khách nào, bây giờ còn 2 vé nữa này. Một vé ngồi xe là 400 và một vé ngồi cốp là 350, thì có khách yêu nào đi không nhỉ? Anh ngồi vào lòng anh có được không ạ? Không, anh không thể để khách ngồi vào lòng được, sẽ gây mất an toàn giao thông đấy. Thôi nhưng mà em bé nhỏ lắm, ngồi không được. Anh Giai, tôi đang chán đời buộc lên nắp nữa. À không được, thế thôi nhá, không khách yêu là đi, thế là tôi về nhá. Đi rồi. Không ai níu kéo à? Đèn thế nhở? Khách đông thế này, ai chịu đầu tư cả. Sao đi thế nào hỏng cả xe buýt nhỉ? Ừ. Có khách thì còn đòi ngồi vào nóng, chết. Bác có nghe nhạc không nhỉ? Có anh.
làm một bài cũng được anh. À, tôi báo giá bài cho các anh nhé. Anh bật bài gì nhỉ? Thôi. Tôi nghĩ là đi trên đường này chúng ta ngồi nói chuyện với nhau là thêm gắn kết, thêm quan hệ. Anh ủng hộ tí đấy. Không, thêm thấy, giao lưu. Tôi thấy trời tối rồi mà anh nghe nhạc dễ buồn ngủ, tôi thấy tai nạn lắm. Tôi nghe nhạc sàn mà anh. Tỉnh lắm anh. À, thế anh báo giá nhạc sàn đi. Để tôi xem nào. À, hôm nay tôi không mang đĩa nhạc sàn đi anh ạ. Đấy, biết ngay mà. Thôi nghe tí radio nhá. Nhưng mà anh có thích nghe không đã? Tôi phải hỏi anh ý. À có, nghe tí được. Thế anh báo giá radio là bao nhiêu? Anh tôi ngồi nghe nhạc đi, tại vì hôm nay tôi chạy khách cả ngày rồi, tôi ngủ một tí nhá. Thôi. Anh, tôi nói thật chứ. Tôi hỏi anh có thích nghe nhạc không, anh báo giá để anh trả tiền cho chúng tôi ngồi nghe với, chứ chúng tôi không thích nghe nhạc. À, đấy ạ. Nhưng mà tôi phải nghe nhạc tôi mới ngủ được, anh thông cảm. Dạ, anh đang lái xe, tính mạng con người là quan trọng thôi, vừa đi vừa ngủ. Nhưng mà tôi buồn ngủ, anh khổ quá, tôi chập mắt tí được nhá. Thôi, anh đỗ vào lề đường, anh ngủ tí đi, bọn tôi đợi vậy. Anh yên tâm, thế nhá, anh cứ ngồi nghe nhạc đi. Thôi. Anh ơi. Sao đây trời? Anh tên gì đấy? Tôi tên Thái. Anh Thái sinh ngày bao nhiêu đấy? Tôi sinh ngày 3 tháng 11. À, thế thì anh em mình là không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng chắc chắn hôm nay là sẽ cùng nằm xuống cùng ngày cùng tháng cùng năm đấy. Anh cứ yên tâm, mà tôi mới trúng tuyển làm nghề bác sĩ rồi, không sao đâu. À không, nhưng mà thật sự là tôi nghĩ là đây là cơ hội cuối cùng. Thế anh Thái còn điều gì muốn nói không, với cả gia đình các thứ không? anh có thể nhìn thấy cái biển số xe này không? Có. Đấy là cùng ngày sinh của tôi đấy, cùng tháng sinh đó. Thái ơi, tôi nghĩ đây chuyến định mệnh lắm. Thái có gia đình chưa Thái ơi? Ở quê có rồi anh Thái. Ừ, đây có thể là lần cuối mà Thái được gửi một lời gì đấy với gia đình đấy Thái ơi. Thái có điều gì Thái nói luôn đi. Tôi chỉ muốn nói là anh yêu vợ con nhiều lắm. Ủa, anh Thái có vợ con rồi à? Tôi giật mình, tôi tỉnh giấc. Lạc. Tỉnh rồi, vừa chợp mắt tí. Anh Thái có gia đình rồi à? Đúng rồi, ở quê tôi cũng có vợ con đấy. À, thế à? Ừ, thế hai anh nói chuyện tiếp với tôi chợp mắt thêm tí nữa nhé. Ôi thôi anh ơi. Sai. Các anh có vào mua đồ ăn nước uống cho lái xe không nhỉ? Tôi vừa ship của anh xong đấy. À thế à? Thế anh Napo, à anh khôi mép gì? Mép thì anh có mua không nhỉ? À thế à? Nhưng mà thật may khi mà đọc được những email, những comment của các bạn gửi về cho chương trình thì mình biết rằng là hóa ra mình và bạn chúng ta okay. Đều giống nhau. Tôi vừa chợp mắt tí đang nghĩ đến cái việc là khi nào tỉnh phải xuống mua đồ cho anh lái xe ăn cùng đi mất rồi. À trên này có cái tạp hóa, anh đợi tí nhá. Từ hết rồi một trạm dừng chân, nơi ta ngồi lại cùng nhau nghỉ ngơi, bỏ qua khoảng cách tuổi tác, đặt áp lực sang một bên. Quả hình như anh là taxi duy nhất của thành phố đấy nhở? Nghe một điệu nhạc. Biết đâu ta lại vô tình bắt gặp bản thân mình ở đâu đó. Anh quên nói sao anh quên. Ôi, anh hỏi tôi giật mình luôn đấy. Sao đây anh? Vừa chợp mắt tí. À không, tôi đang hỏi chuyện anh Thái mà. Anh Thái là vợ con là con mấy tuổi rồi? Con tôi được 2 tuổi đấy. 2 tuổi à? Ồ. Thế quê anh là ở đâu? Về quê Hoài Đức. Hoài Đức à? Hoài Đức là có gần thành phố MC chúng ta không nhỉ? Cũng gần đấy ạ. Cách có mấy giờ đi taxi thôi. Giờ thế tôi chính ra lại ở xa. Tôi ở Ai Cập anh ạ. Giới thiệu với anh là tôi là Muhammad. Muhammad cái gì đấy anh? Ui lệch này. Anh. Tôi ở bên Ai Cập tôi cũng có vợ. Tôi có vợ rồi anh ơi. Tỉnh. Anh nói to đấy, anh nói có vợ, anh tôi giật hết cả mình. Tôi phải nhấn mạnh thế thì anh mới tỉnh. Từ nãy giờ nhắc đến chuyện vợ con là anh. Thế anh lái xe, anh Nhu Nhi đúng không? Ờ, tôi Nhu Nhi. Anh vợ con gì chưa? À, tôi hai cháu rồi. Úi dồi. Anh Khôi, anh với tôi đằng sau có chai nước, anh với cả cái cốc thôi được. Anh để bên nào đấy? Ở đằng sau, ghế đằng sau, ghế phụ. Ôi, tôi chết rồi, kính nó vỡ, nó bay mất cái cốc rồi anh ơi. Ôi thế à, khó thế nhở? Vâng. Anh lấy tôi chai nước với cả là anh Thái, anh với tôi cái bàn xả đánh răng với cả cái típ đánh răng đằng sau. Ôi kìa, anh có muốn rửa mặt không? Không, tôi vừa ngủ dậy, tôi quen là tôi phải đánh răng cái. Tao ngồi cạnh hơi mùi tí. Tôi là cứ ngại, không dám lên tiếng. Ui. Ôi giời ơi. Anh thông cảm, đánh răng tôi hay nhắm mắt. Trời.
ta đánh răng người ta mở mắt, sao anh đánh răng lại nhắm mắt nhỉ? Mà anh đánh răng rồi anh lái xe bằng tay bằng chân đấy. Tôi vẫn quánh một tay tôi vẫn lái được. Anh ơi, chỗ này như hơi xa trung tâm thành phố hay sao? À anh đợi tí giải quyết vấn đề của anh bán gỗ đã. Ôi, mất công mất việc với anh, tôi mất hơn tiếng đồng hồ ngồi với anh ở đấy. Không chờ anh làm sao, mới gặp nhau là cái duyên. Đi cùng nhau cả một chặng đường dài, níu kéo nhau một tí thì có làm sao. Anh đừng vô tình hứng hờ đấy nhở. Tôi có tình với anh mà anh có tình với tôi đâu. Anh buồn cười thật, cái đồng hồ nó báo thế. Ngày xưa tôi ở bên Ai Cập là tôi cũng làm nhiều nghề phết đấy. Từ xây dựng kiến tự tháp các thứ, cho nên lái xe chở gỗ. Chào chú nhá. Anh ở bên Ai Cập ấy là người ta thuê anh xây kim tự tháp hả? Hay là nhỉ? Vâng, ở bên đấy là tôi là một nhân công để xây dựng lên kim tự tháp. À thế à? Thế xây xong là người ta cũng thanh toán bằng cách viết hóa đơn hả? À không, xây xong thì là người ta sẽ là cho mình phần ăn các thứ. À, chứ người ta cũng có đưa tiền đâu. Ừ, thế tôi viết hóa đơn cho anh hai lốp nhá. Ok, sao đến đây? Chờ đến đâu anh? Xuống đây rồi. Ok. Tôi bảo về trung tâm mà. Tôi luôn đi anh, xong tí nữa về trung tâm tôi đưa anh về, tôi có bỏ anh ở đây đâu, mình cứ phải lo. Anh thanh toán hộ tôi cả nhá. Rồi tôi gửi anh rồi nhá. Ok nhá. Ok anh dạ. Mình về trung tâm thành phố thôi. Anh trai cho tôi viết hóa đơn luôn, tí tôi trả khách luôn nhá. Ok. Anh thêm 100 vào nhá, tôi bonus nước thôi. Tiếp cho anh đi đêm vất vả. Ờ thôi ạ, cảm ơn anh. Anh ấy lái xe ẩu đấy mà anh vẫn tip được. Ngủ ở trên đường vẫn tip. Bên sau bên anh có tuyển kế toán doanh nghiệp không nhỉ? À không, bên tôi chuẩn bị tuyển lái xe tải với cả lái xe taxi anh ạ. Ồ thế à? Ôi, ngày xưa bên Ai Cập là tôi cũng lái xe tải với lái xe taxi luôn. Ồ thế à? Anh chở đá lên xây kim tự tháp đấy à? Vâng. À được nhờ. Ừ, được, lúc nào có thông báo thôi. Anh, tôi alo, anh có gì anh qua phỏng vấn. Tôi có số anh rồi đấy, khi nào anh tuyển người anh nhớ gọi tôi một cuộc nhá, để tôi qua tôi xếp hàng. Ok nhá, ok. Ok anh luôn. Mời các anh xuống xe. Chào anh Giai nhá. Hết tiền rồi đây à? Cảm ơn anh Giai nhá. Cho viết hóa đơn cho anh Giai này cái. Anh Giai. Ơi. Tiện tay anh em gặp nhau đấy là cái duyên ấy, anh cho tôi qua cái cửa hàng tạp hóa ăn uống, cái mai tôi ngủ dậy phát là tôi xuất hiện đấy luôn. Ok à, anh tiện thế nhở? Chứ thật tạ với anh chứ ở gara 1 này có xe đâu, ở đây làm gì? Ô thế ngày xưa kim tự tháp là trong này có người ta có xây nội thất bằng gỗ không anh? Ở trong đấy là nội thất nó bằng đá anh ạ. À thế à, thế tôi tưởng anh làm cả thợ tiện luôn, làm cả gỗ ở trong đấy. Đá thì mình vẫn tiện được mà anh. À, thế à, đây giới thiệu anh, đây là cái tạp hóa mà thành phố mình rất là hay lui đến. Ui, đấy, ngay bên phải anh ạ, tôi quay đầu về luôn. Rất là muộn mằn rồi. Anh quay đầu về đâu đấy? À, tôi đi về công ty để báo cáo tài chính cái, xong rồi tôi cất xe. Tôi nói thật chứ, có khi đề muộn này anh phỏng vấn luôn, để tôi qua là tuyển luôn này. Rồi, anh cứ về đi, xong rồi tí nữa tôi tính nhá. Tại vì cái đơn xin việc của anh là xếp hàng hơi dài ấy. Ủa thế á? Ừ. Đã nhiều người thế á? Ủa thôi anh ơi, bây giờ người ta độc tiền trước là độc tiền khôn. Ta phải mua thế? Slot mà ừ. Thế anh có gọi là tí mua sớm. Không, nhưng mà giá cả thì nó cũng phải theo lượt nhá. Bây giờ hơi đông nhá, có gì tôi alo tôi báo giá cho nhá. Rồi, nhớ alo sớm nhá. Ok nhá. Kho đồ quỹ 4.400, à 4.800. Trời ơi, cả một buổi tối đi chạy taxi được 4.800 ạ. Đéo ổn rồi. Ui, động cơ 96, thân vỏ 96. Phí độ xe 50 đô á? Hả? Fuck. Đắt vậy. Phương nha, thì hết việc chứ sao? Taxi chỉ chạy lúc đầu thôi. Nhưng mà được cái là làm nghề này nó vui. Nghề này nó thích. Từ lúc nào cũng có việc để làm ấy, xong rồi gặp khách các thứ thì nó vui. Nhưng mà
lỗ quá. Tính sao? Nên bây giờ là ngày đi chạy taxi, đêm về là đi chặt gỗ hoặc là đi câu cá kiếm tiền bù vào. Một tháng kiếm 5 lốp, thế biết kiếm được không? Ừ, chưa tính tiền nợ nữa. Bách hạt trưởng. Quá khủng khiếp.